Liệu phỏng đoán của Giao có đúng không khi cô tìm cách đưa cuốn nhật ký của Tuệ cho Thủy, một chàng trai mà cô không hề quen biết nhưng lại đánh cược cuộc đời của mình và mong chờ vận may của số phận? Mời quý vị và các bạn nghe tiếp câu chuyện ngay bây giờ nhé. Thủy lái xe về nhà. Trong lúc chờ đèn đỏ, anh cởi cái áo khoác ngoài ra, nhớ đến cái áo nặng nặng. Thủy sở nắn túi rồi lấy ra trong ấy một cuốn sổ mà ban nãy Giao đã bỏ vào. Lật lật mấy trang, chỉ thấy là một cuốn nhật ký toàn chữ là chữ. Thủy nhíu mày buột miệng nói: "Thời buổi này mà vẫn có người viết nhật ký à?" Nói thẳng ra, anh không có hứng thú, cũng không biết cuốn sổ này ở đâu mà có. Thủy vứt cuốn sổ lên đầu xe, vì đèn bây giờ đã chuyển sang màu xanh nên vội vàng cho xe lăn bánh. Đa phần Thủy ở ngoài đường cả ngày, không đi ba đi nhảy thì lại đến công ty nằm ngủ, không đi ngủ thì lại đánh bạc sóc đĩa. Nói chung, thú vui nào của nhà giàu Thủy cũng đã từng nếm trải. Anh bất cần sống phóng khoáng và tự do. Ngặt cái, 39 tuổi xuân xanh rồi nhưng chưa một lần hôn gái, trong khi bố anh, ông Nhuận có tất thảy ba bà vợ, mẹ anh là cả, đích xác là chủ tập đoàn bố anh đang nắm giữ. Không biết do thế nào mà mấy năm trở lại đây, mẹ Thủy bị tâm thần, bị nhốt suốt trong phòng. Mới đầu, bà chỉ kêu đau đầu khó chịu trong người, nhưng về sau, thuốc thang không đỡ, bệnh càng ngày càng chuyển biến nặng, rồi thành điên từ đấy. Mà lạ lùng, khám xét rất nhiều bệnh viện lớn nhỏ nhưng lại không ra bệnh. Người ta truyền tai nhau rằng rất có thể bà Nhuận hóa điên vì ma nhập. Người ta đồn đoán tất nhiên phải có nguyên do. Hồi trẻ, bà Nhuận cũng là người biết xem tướng số, có căn quả. Thế nhưng bà không nhận xem mà chỉ cúng bái cho nhà. Năm Thủy 20 tuổi, công ty dưới sự lãnh đạo của bà Nhuận làm ăn vẫn phát đạt. Thế nhưng vì bệnh tình, mọi thứ được ủy thác lại cho cấp dưới là ông Nhuận lên nắm giữ. Ông Nhuận trước giờ có thói chằng hoa. Kể từ khi vợ hóa điên, ông lại càng phô trương quyền thế, chơi bời thâu đêm suốt sáng. Cho đến bây giờ, chưa đầy 10 năm, ông lấy thêm hai vợ nữa, tất cả đều có con riêng ở ngoài. Bây giờ chỉ là góp gạo thổi cơm chung. Bà Hằng là vợ thứ hai, có đứa con riêng là Thu, trước kia là đối tác làm ăn bên công ty ông Nhuận. Chẳng hiểu phải lòng thế nào lại dọn về ở chung nhà. Thủy và Thu cũng được đẩy thuyền về với nhau từ ngày ấy. Một thời gian sau, ông lấy thêm bà Loan, có đứa con gái là Tú, thêm một lần nữa được gán luôn cho Thủy. Bố lấy vợ, con cũng có vợ, thế nhưng Thủy không ngủ với ai một tối nào. Cái suy nghĩ bệnh hoạn của ông Nhuận lấy vợ nhiều cũng như thể vua thời xưa lập thê lập thiếp phong kiến và lạc hậu. Từ sau khi lên vị trí cao nhất thay vợ, ông còn bắt nhân viên nữ mặc váy không được dài quá đầu gối, phải đi dép cao gót hơn 5 phân và tô son màu đỏ đậm. Nếu ai không làm theo, cho dù có giỏi giang đến đâu cũng đuổi. Thủy trước kia là một người học giỏi và sống rất tích cực, nhưng từ khi mẹ bị điên, bố lấy vợ bé rồi cũng bắt mình lấy hai người vợ, anh đã rất bất cần và chán đời. Thế nên thay vì cố gắng, Thủy đâm đầu vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng để cho quên những chuyện buồn. Hôm nay đã là ngày thứ 5 anh không về nhà, cứ lê lết hết quán bar này đến hộp đêm nọ. Hôm vợ chồng Chí Mai mời đến dự đám cưới của người em trai bị liệt, Thủy đã toàn không đi. Thế nhưng đi khắp rồi cũng chán, chẳng có chỗ nào mới mẻ nữa. Thủy nhớ đến cái thiệp mời cưới của Chí Mai, bật cười. Thủy còn mỉa, đã liệt giường liệt chiếu thì làm ăn được gì mà còn lấy con gái người ta cho khổ. Thủy quyết định đến đám cưới, phần vì hiếu kỳ, phần cũng vì đói. Nếu không nhờ cú hất rượu nho vào người của Giao, chắc có lẽ Thủy cũng chưa về nhà để thay quần áo. Đến nhà, Thủy liếc vào trong sân thấy Thu đã đứng đấy từ khi nào. Thu là vợ của Thủy, do bố anh bắt ép. Nhìn thấy mặt Thu, Thủy chỉ còn biết thở dài, rút ở tay lái một chai rượu tụ ửng ực. Rượu trôi xuống cổ họng đến đâu, Thủy thấy rát như muốn cháy cổ đến đấy. Ngật ngưỡng ra khỏi xe, anh khoác áo lên vai rồi cứ thế bước đi, bỏ mặc người vợ trẻ đang chạy lại vui mừng khi thấy chồng về. Thu ôm lấy anh ra chiều đỡ, nhưng anh hất tay ra rồi sẵn giọng chửi vợ: "Tránh ra, cô có phải là chó đâu mà cứ hễ thấy tôi về là chạy ra vẫy đuôi mừng thế hở? Ai khiến cô đỡ với chả nâng, nhìn ngứa cả mắt." Thu mặc cho chồng chửi, nhưng cô vẫn dìu anh lên phòng. Tầm này cô đã quá quen bởi những tiếng chửi lạnh lùng đến từ chồng mình. Thế nhưng cô vẫn cắn răng chịu nhục, biết Thủy say,
Thu chỉ nhẹ giọng đáp, anh cứ lên phòng đi đã, có gì mai mình nói chuyện sau. Tôi đếch lên phòng này, tôi lên phòng của tôi cơ. Sao? Định nhân lúc tôi say lại muốn giở trò để có bầu ảnh ra bắt đền tôi hả? Đừng có mơ. Thu nói hết nước hết cái, nhưng Thủy vẫn nặng nặc đòi về ngủ một mình. Trong khi hai người còn đôi co thì một cô gái trẻ khác đi đến, kéo tay Thủy giật lại từ phía của Thu. Cô gái này là Tú, mới theo Thủy về được hơn một tuần nay, cũng là do mối lái của ông Nhuận, bố đẻ của Thủy. Ông Nhuận đã rơi mẹ thì đứa con lại được đẩy cho Thủy. Thế nhưng điều này chỉ khiến anh thêm phần khó chịu và chán đời thêm. Tú, người bé như ngón tay sưng, trên người chẳng chịt những hình xăm lớn bé, hất tay Thu ra khỏi tay Thủy. Tú còng vênh cái môi lên, rằng lại chồng mình. Ờ kìa, chị này hay nhỉ. Anh Thủy đã không muốn thì thôi, sao chị cứ phải ép. Tránh ra, để tôi đưa anh ấy lên phòng. Mình đi thôi, lên phòng em lại lấy rượu với cỏ ra cho anh hút. Vừa nói, Tú nhanh tay toàn xách Thủy lên phòng mình. Bởi vì gái làng chơi nên Tú có rất nhiều rượu ngoại và thuốc các kiểu. Đúng thật, Thủy rất hay lên phòng Tú để thưởng thức những loại ấy. Thế nhưng đời nào một người vợ chính chủ như Thu có thể cho chồng mình dùng những thứ độc hại ấy. So với sự đánh đá mau mồm của Tú thì Thu lại có phần hiền lành nhu mì hơn. Cô nắm lấy tay Thủy, không cho chồng mình đi, rồi nói lý lẽ với Tú. Này Tú, chị nói cho em hay, trong gia đình này em không có quyền hành gì cả. Em không có tư cách để chèo kéo anh Thủy. Chị với anh ấy đã đăng ký kết hôn, danh chính ngôn thuận là vợ hợp pháp. Em mới về được giam ba hôm mà làm hư anh ấy. Thử hỏi, em lấy tư cách gì để giành anh Thủy với chị? Ngỡ tưởng những lý lẽ này sẽ khiến Tú xấu hổ mà thôi không tranh giành. Thế nhưng Tú bằng cái miệng hoạt ngôn của mình, cô liền cãi lại. Thời buổi nào rồi, chị còn lấy cái giấy chứng hôn ra dọa tôi. Này, chị ký cái giấy ấy thì cũng chỉ có bản thân chị chịu thiệt. Với anh Thủy, anh ấy ký chục tờ còn được, huống chi. Với lại cho dù có ký thì cũng là ông Nhuận bắt anh ấy ký, chứ thẳng ra chị làm gì có cửa. Tôi đây này, tôi trẻ hơn chị, đẹp hơn chị. Anh ấy cần gì, tôi chiều anh ấy hơn chị. Làm vợ mà cứ bắt bẻ cấm hãm mãi những cái chuyện anh ấy thích thì có vợ để làm gì? Đúng, quả thực mồm Thu không giỏi cãi bằng mồm Tú. Thế nhưng khi hai ả còn đang tranh giành chồng thì Thủy đã về phòng mình từ lúc nào. Anh nằm vật ra giường thở dài ngao ngán, chẳng hiểu nhiều vợ để làm gì mà ông Nhuận lại thích thú như thế. Sợ mấy ả vào phòng làm bừa, Thủy đã phải thay hết các khóa cửa khác, chốt trong chốt ngoài. Đi đâu không sao, về đến nhà chỉ có cãi vã, tiếng giành giật nhau vang từ sân cho đến tận cửa phòng. Thủy uể oải ngồi dậy, anh đi vào nhà tắm xả nước lên người. Hơi nước ấm chạm vào da thịt khiến Thủy dễ chịu vô cùng. Đúng là nhiều tiền thì thứ gì cũng có, thế nhưng lại không có sự yên tĩnh cũng như tự do. Thủy định bụng sau khi tắm xong ngủ một giấc sẽ đi thăm bà Nhuận, mẹ ruột anh. Đã lâu lắm rồi anh không đến thăm bà, suốt ngày rượu chè khiến Thủy lúc nào cũng trong tình trạng lâng lâng say. Sau khi bị bệnh cho đến lúc phát điên, bà Nhuận cứ lúc mê lúc tỉnh, lúc thì la hét đập phá, lúc thì hát hò ầm ĩ. Bởi vì danh tiếng, bà đã bị nhốt trong phòng khá lâu. Ông Nhuận cũng từ đấy thay vợ điều hành tập đoàn. Có thể nói, tài cán ông Nhuận không bao giờ có thể bằng vợ, nhưng công ty cũng không thể dừng việc. Thế nên, sau khi bà Nhuận chính thức hóa điên, ông Nhuận lên nắm quyền. Lãi thì không lãi, chỉ có thể cầm chừng ở mức hòa vốn. Nhưng ông đã khiến công việc ở tập đoàn đảo lộn không theo một trình tự nào. Càng nghĩ, Thủy lại càng thấy thương cho mẹ mình. Cả đời bà gây dựng nên cơ đồ, ai cũng phải kính nể. Ấy vậy mà đến khi bệnh, bà chỉ có thể bị nhốt trong phòng, suốt ngày làm bạn với bốn bức tường lạnh lẽo ù uất. Cứ đến đêm mùng 1 hay ngày rằm, đúng 12 giờ đêm, bà lại hát. Tiếng hát của bà vang vọng như từ cõi âm ti địa phủ. Đêm hôm yên ắng lại càng khiến người nghe rợn cả sống lưng. Có lần chả hiểu thế nào, bà lại chạy được ra ngoài. Mái tóc đen dài ngày nào nay đã bạc trắng. Mọi người vây bắt thì bà vớ được cái gì là ném thứ ấy. Có hôm ông Nhuận về, bà cầm hòn đá tương ngay vào đầu chồng, khiến ông bất tỉnh nhân sự. Bệnh nặng là thế, ấy thế nhưng khi đi khám lại không ra bệnh, nên chỉ còn cách trộn thuốc ngủ vào đồ ăn cho bà Nhuận ngủ ly bì. Thế nhưng kỳ lạ thay,
đến thuốc ngủ liều cao uống, bà cũng không ngủ. Có một lần, một người làm đi qua cửa phòng bà Nhuận thì một bàn tay xương sầu, móng tay dài đen chũi thỏ ra túm chặt lấy tóc anh ta, toàn lôi vào kẽ cửa. Khỏi phải nói, người ta sợ hãi đến mức nào. Cảnh tượng ấy khiến tất cả mọi người đều chạy đến xem, rồi giúp gỡ tóc rối khỏi tay bà Nhuận, nhưng mãi mới thoát được. Vì những tình tiết ly kỳ ấy, thế nên họ đồn rằng bà Nhuận phát bệnh là do ma làm. Ông Nhuận mới đầu cũng không tin, chỉ sau một lần vợ trốn khỏi phòng rồi đánh ông vỡ đầu, ông mới làm đủ mọi cách để không cho bà ấy ra ngoài quấy phá. Ngôi nhà của ông bà Nhuận không gian rộng, được xây thành từng ngôi nhà con trải dài, giống kiểu như ba gian ngày trước, nhưng hoàn toàn biệt lập, có một lối đi nối nhau qua các dãy nhà. Ngày trước bà Nhuận được nhốt ngay ở ngôi nhà chính, sát với phòng tiếp khách, nhưng từ ngày la ó trốn chạy, bà được chồng cho ở cuối dãy, tức là gần khu nhà vệ sinh. Trước cửa phòng, ông Nhuận xin bùa về dán, lập bát nhang thở tự. Quả thật từ lúc ấy, bà Nhuận có phần đỡ bệnh mà bớt chửi bới hò hét hơn. Trong nhà, bà mất hoàn toàn về ký ức, ai bà cũng đã đánh. Bà càng hung dữ thì mọi người lại càng thêm xa lánh bà. Bà Nhuận bị bệnh không lâu thì ông Nhuận đón lần lượt từng người vợ cùng con riêng về chung sống. Với một người có nhu cầu sinh lý cao như ông Nhuận, nếu không có hai vợ thay nhau hầu hạ, chắc có lẽ ông sẽ bị ứ mà chết mất. Ông vẫn còn đang nhầm tính sẽ cưới thêm vợ về để đỡ cho bị quá tải hai bà kia. Lắm khi ông hay nói rằng đến cái xe ô tô còn có bốn bánh, lại còn phải có bánh phụ. Người làm việc nhiều hơn, tất nhiên phải có thật nhiều vợ để giải tỏa nhu cầu. Tuy có hai vợ, nhưng ông cũng thường dẫn gái về nhà mà chẳng phải nể nang ai. Bởi vậy, những người đàn bà qua tay ông Nhuận cũng giống như bị thất sủng, có tiếng nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng. Bất mãn về cách sống và sự sắp đặt của bố, Thủy buông thả bản thân, lao vào nhậu nhẹt. Anh thực sự thương mẹ, nhưng lại không biết làm sao để bà có thể khỏi bệnh vào lúc này. Vừa nghĩ đến đây, thì Thủy vừa chìm vào giấc ngủ sau bao nhiêu ngày chơi bời. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất và yên bình nhất của anh. Ngoài kia, tiếng hai bà vợ vẫn chí chóe chửi nhau tranh chồng. Bác Tư, quản gia của ngôi nhà đi qua, cũng chỉ biết lắc đầu, khẽ thở dài. Bác buột miệng nói, từ ngày không có bà Nhuận, ngôi nhà này trở thành sở thú mất rồi. Tại nhà bà Hường, lúc này Giao đang nằm gục trên sàn đau đớn khi bị Mai tức giận lôi cô đánh đập. Bà Hường sau khi mời quan khách thì lui vào trong nhà, thấy Mai đánh Giao rũ rượi, bà chép miệng lắc đầu. Mày đánh nó gì mà ghê thế, không may thôi. Đánh nó bú rủ thế này, chốc lát phải ra thì làm thế nào? Mai nghe bà Hường nói thì không nguôi ngoai tí nào, nó chống nách rồi chửi Giao xa xả. Còn thấy nó cố tình chứ vô tình cái nỗi gì, bao nhiêu người không đổ lại đổ ngay vào con trai chủ tịch tập đoàn. Thằng đấy trông trời bởi thế thôi, chứ nó đuổi thì mà không chết. Giao nằm lờ đờ nghe hết những lời ấy, cô vui mừng khôn xiết, mong anh ta làm phúc mà lật cuốn sổ đó ra xem. Tới chiều bữa tiệc tan, khách khứa cũng về hết, thì người của bà Dương chạy lại báo với bà Hường. Bà Dương có lệnh sắp xếp giấy tờ để cho cô Giao ký. Tài sản chuyển nhượng không phải 9 tỷ nữa mà là 50 tỷ. Vị trí một nửa gia tài của bà Dương như hứa hẹn. Cả nhà chuẩn bị tinh thần nhé. Tầm tối, chúng tôi sẽ quay lại mang theo giấy tờ. Bà Hường và cả Trí, Mai không dám tin đấy là sự thật. Tí nữa thì có người ngã vật ra đất vì sung sướng. Thế nhưng Mai nhíu mày, cô liền hỏi. Mẹ này, tại sao bà Dương lại chuyển cho cái Giao tiền? Chẳng lẽ bà ta không sợ nó cầm tiền rồi chạy mất sao? Chẳng hiểu sao con cứ thấy nghi nghi thế nào ấy. Nó mới đến đây được mấy hôm, bà Dương tin tưởng thế. Hay có khi nào con Giao này là người của mụ già ấy không hả mẹ? Bà Hường trong lúc phấn khởi đến nỗi muốn vỡ tim mà chết, thì phía bên cạnh Mai cứ lải nhải khiến mụ ta khó chịu. Lườm con dâu một cái cháy mặt, bà ấn đầu nó một cái rồi đáp. Ôi Giao, mày động não lên Mai ạ. Mụ Dương mọc sỏi trong đầu đấy, tầm nhìn của mụ xa cả nghìn cây số, chứ làm gì nhìn một gang như mày. Mụ ấy ở nước ngoài cả nửa đời, không thèm dắt mũi mình thì thôi, mình tuổi con gì mà dắt mũi mụ. Mụ đồng ý chia nửa tài sản là mụ ấy thấy mình chăm nom thằng Tuệ tốt, cộng thêm cái mặt con Dao này thật thà, không khéo nói nhưng lại thẳng. Hôm về
Mụ hỏi dò chuyện nó xem mình đối xử với thằng Tuệ thế nào. Con Dao bảo tốt nên mụ hài lòng lắm. Mày nghĩ xem, thằng Tuệ bị liệt 5 năm trời, chưa kể từ bé đến lớn nó ở với nhà mình, giường cứt chiếu đái mình hầu nó như ông nội. Bà ta chỉ thử nhà mình thôi, nếu đối đãi với nó tốt thì mụ chia tiền, còn không có cái cứt mà mụ nhìn. 50 tỷ cũng không uổng công mình chứa nó, khi nào tiền về tay mình vỡ lẽ chuyện nó chết là vừa. Cả nhà nghe bà Hường giải thích thì phá lên cười khoái trá, đúng thật là không có gì qua mắt được mụ Hường. Cỗ bàn được dọn dẹp ngay ngày hôm ấy. Đến tối, bà người nhà bà Hường háo hức chờ người của bà Dương mang giấy tờ đến. Sợ chuyện sắp thành công lại bị lộ, bà Hường sai người kéo xác Tuệ xuống gian nhà kho đằng sau vườn, phủ các thứ lên người. Nếu lỡ giờ đám người kia dở chứng muốn bảo thăm Tuệ thì còn biết đường nói khéo. Cây xác gần một tuần đã cứng đờ, đen sì, từ đầu đến chân bốc mùi thối nồng nặc. Chí cùng Mai và thêm một tay vệ sĩ thân cận kéo xác tới tận nhà kho. Tuy từ trên nhà xuống nhà kho không xa, thế nhưng mấy người phải dừng lại nghỉ rồi nôn mấy lần. Không phải vì đóng kịch, vì gia tài kếch xù thì Tuệ đã bị lẳng đi đâu mất xác rồi cũng là. Vứt vào chỗ góc tối, Chí cẩn thận đắp tấm chiếu rách lên. Hắn phủi tay rồi nói, để đây thôi là được rồi, mẹ kiếp, thối không chịu được, đến chết rồi nó vẫn còn hành mình thế này. Nói rồi cả đám kéo nhau đi. Chúng nó không biết khi cánh cửa nhà kho dần đóng thì cũng là lúc một con mèo đen có chòm lông vàng ở giữa trán từ lỗ thoáng nhảy vào trong đó. Nó trèo lên cái xác của Chí, kêu lên 3 tiếng, rồi lấy cái chân kéo hẳn tấm chiếu rách xuống, khiến hai con mắt Tuệ liền mở ra trừng trừng. Trên nhà, Dao cũng được đi tắm rồi thay bộ quần áo khác. Hai cái môi vì keo gắn cứ dính chặt vào nhau. Cả ngày hôm nay cô mới ăn đúng một bữa duy nhất từ sáng. Cô biết tầm này nên ngoan ngoãn nghe lời. Nếu trong lúc sắp sửa chuyển giao tiền mà cô cố tình phá hỏng thì nhất định cả nhà mụ Hường này sẽ không để cô yên thân. Lúc tối cô thấy chúng kéo xác Tuệ đi, toàn đưa tay can ngăn. Vậy mà cái Mai đẩy cô ngã lăn xuống đất, Chí đi qua còn xéo vào tay cô một cái đau đớn. Trong đầu lũ u mê lúc này chỉ có 50 tỷ hiện hữu, còn những thứ khác ngáng đường chắc chắn sẽ có kết cục giống y như Tuệ. Trong khi bà Hường và Dao ngồi ở phòng khách chờ đợi, Mai và Chí cũng vừa rửa tay đi lên. Vừa khi hai vợ chồng nhăn mặt nói, khiếp, mới có mấy ngày thôi mà thối kinh, nếu mà để vài hôm nữa chắc không ngửi được mất. Thối gì đâu, còn hơn chuột chết. Đã rửa mấy lần xà phòng mà vẫn ám mùi. Hai vợ chồng nhà Chí nói chuyện bình thản như thể vừa mới ném một bọc rác đi, chứ không phải là xác người em trai cùng cha khác mẹ. Thấy Dao cũng ngồi đó, khuôn mặt cô vô hồn mệt mỏi, Chí liền bật cười. Hắn vờ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, rồi chĩa thẳng vào mặt Dao dọa trước. Tao cảnh báo mày, chuyện nhà tao sắp sửa đạt được, khôn hồn ngoan ngoãn tao còn cho sống mà đoàn tụ với gia đình. Còn nếu không, lưỡi dao này một phát găm ngay đầu mày, tao sẽ chôn mày cùng với thằng Tuệ luôn. Nên nhớ, việc của mày là ký giấy đưa tiền cho nhà tao. Nếu mày sơ hở để người của mụ Dương biết chuyện hay nghi ngờ điều gì, nhà tao không lấy được tiền thì mày cũng đừng hỏng sống sót. Dao gật đầu răm rắp sợ hãi. Đối với kẻ coi mạng người là rác như nhà này thì có điều gì không dám làm đâu. Dao sợ đến chảy nước mắt. Trong lúc hoang mang, cô lại nhớ đến Thủy, người đàn ông bị đổ rượu mang đi cuốn sổ quý giá, chỉ mong hắn tốt bụng phát hiện ra mà gọi người đến cứu. Một lúc sau, người của bà Dương đi đến. Vì là giấy tờ quan trọng nên người phục tùng đi theo nhiều hơn. Không khí trong căn nhà bỗng trở nên im lặng và hồi hộp hẳn. Chỉ có tiếng bước chân người kéo nhau ngồi vào ghế chuẩn bị cho cuộc ký kết quan trọng. Hai người lấy trong cặp số ra 2 sấp giấy tờ. Bà Hường đã nhanh nhào dúi bút vào tay Dao chỉ chờ chữ ký. Khi tờ giấy đầu tiên được để trước mặt Dao, lập tức bà Hường hất hàm ra lệnh ký. Thế nhưng người chịu trách nhiệm pháp lý lại gàn, anh ta nói, từ từ, bà Dương có lệnh. Khi chúng tôi tới đây, bà ấy muốn nói chuyện với cô Dao cũng như anh Tuệ trước khi ký để đảm bảo hai người vẫn ổn. Anh nói vậy là có ý gì? Thế nào là ổn? Hai đứa nó là các em tôi, sống bao năm ở đây rồi, có gì không ổn? Mày chặn họng người của bà Dương ngay sau khi họ muốn bà Dương nhìn mặt Tuệ. Bây giờ
Tuệ chỉ là cái xác thối vứt ở nhà kho, bà Dương đòi xem thì khác gì phơi bày chuyện giết người, thế nên Mai dựng cổ lên không chịu. Khác với khuôn mặt tái nhợt lo lắng của Mai sợ việc bị bại lộ, bà Hường điềm tĩnh lịch thiệp nói với người đàn ông kia: "Dạ, anh thông cảm, con bé này nó thân thiết với Tuệ và cái dao này như ruột thịt. Anh nói lấp lửng, nó nghĩ không tin tưởng tình cảm của nó cho nên nó hay dỗi. Phiền anh cứ kết nối với mẹ chồng tôi ạ." Bà Hường sốt sáng đề nghị. Mai và Trí nhìn nhau không hiểu bà Hường nghĩ gì. Nếu bà Hường đề nghị nhìn Tuệ thì biết ăn nói với bà ta thế nào. Nhưng hai đứa nó biết mẹ nó không phải hạng tầm thường. Có lẽ bà ta đã nghĩ ra chuyện gì đó để chống đối. Chiếc máy tính đắt đỏ được để trên bàn kết nối với bà Dương từ bên kia trái đất. Giao nhìn mấy thiết bị điện tử này trước kia cô thích lắm, thế nhưng vào hoàn cảnh này cô lại không vui mừng cho nổi. Sau một lúc bắt tín hiệu, máy cũng được kết nối với bà Dương. Khi màn hình vừa hiện lên, bà Hường đã đon đả chào: "Con chào mẹ, mẹ bên đấy khỏe không? Hôm nay con vừa tổ chức đám cưới cho các cháu, đông vui lắm mẹ ạ." Cây Dao bảo chỉ tiếc là bà nội không dự được. Cái mồm mụ leo leo lấy lòng mẹ chồng, thế nhưng bà Dương không để ý, bà hỏi luôn: "Cây Dao đâu? Cho tôi gặp cây Dao." Bà Hường không biết làm thế nào, đành đẩy màn hình về phía mặt Dao. Thế nhưng cô ngồi phía bên kia bàn nên có vẻ hơi xa. Chưa để bà Dương hỏi gì, bà Hường liền nói thêm. Bà ta gào to rồi áp tai vào màn hình nói trước: "Mẹ ơi, trên con sóng yếu lắm mẹ ạ. Cháu dâu mẹ ngồi đây này, hôm nay đám cưới chúng nó cũng mệt. Thằng Tuệ hồi chiều xong việc, con cho nó đi lên viện kiểm tra sức khỏe rồi. Hôm nay cô cậu trông bảnh lắm, để chốc nữa con bảo cháu Chí gửi mẹ mấy tấm ảnh cưới hôm nay nhé." Bà Hường cứ lái chủ đề liên tục nhưng lại không bị nghi ngờ gì. Bà Dương cũng gật đầu nói với người của mình: "Vậy bắt đầu đi." Người của bà Dương gật đầu đưa cho Giao một cái bút khác và một khay mực điểm chỉ. Sắp sửa có một cuộc chia tài sản chấn động tại đây, khiến ai cũng nín thở hồi hộp chờ. Bao nhiêu con mắt dồn về phía Giao, nhìn về đôi tay sắp sửa làm việc lớn. Đặt một nét bút ắt đã có vài tỷ, hết một con chữ đã được chục tỷ, và thêm cái điểm chỉ bên cạnh, hoàn thành 50 tỷ tròn trĩnh. Chuyện kiếm tiền chưa bao giờ lại dễ dàng đến vậy. Giao cầm lấy cây bút run lên liên tục. Cô ức nhưng miệng khóa chặt không thể nói thành lời. Cô biết mình ký vào đây tức là nhà mụ Hường sẽ có tiền. Khi đó mụ sẵn sàng giết chết cô trong tích tắc. Ký vào tờ giấy này nói trắng ra cô đang về phe kẻ ác và bán đứng Tuệ. Nghĩ đến đây cô không cam lòng, liền ôm mặt bật khóc, muốn kể hết cho bà Dương nghe nhưng không được. Trong màn hình, bà Dương thấy cháu dâu khóc thì thắc mắc: "Sao cái Dao nó khóc thế? Nó bị sao vậy?" "À, cháu nó được bà cho tiền nên nó xúc động quá đấy mẹ. Dù gì, cháu nó cũng xuất thân từ nghèo khó, có bao giờ nghĩ đến lúc mình được tiền tỷ đâu. Mẹ cứ để cháu nó bình tĩnh." Bà Hường cười cợt, nói lấy lòng mẹ chồng cho bà Dương đỡ nghi, khá rót ruột vì Dao câu giờ. Trí ngồi gần Dao rồi lấy cớ xòa lưng, nhưng thực chất bên trong tay áo đang cầm con dao ban nãy được che khuất, khẽ ấn mũi dao vào lưng cô. Hắn nhẹ nhàng nói: "Thôi ký đi cho xong em, bà cho em cứ nhận. Bà cũng chỉ vì thương các em thôi, sau này yêu thương nhau là được." Cây mũi dao găm thẳng vào lưng đến chảy máu, khiến Dao nhăn mặt nhăn mũi run rẩy đôi bàn tay. Dao quệt thẳng nước mắt, ghi chặt tờ giấy ký được một tờ. Thì bà Dương bên kia liền nói: "Từ từ." Rồi bà tắt âm thanh, chủ động rút điện thoại ra gọi thẳng cho người của mình có mặt tại đấy. Sau chỉ thị của bà Dương, người kia chuẩn bị giấy, ghi lại những gì bà Dương truyền đạt. Không ai biết bà Dương nói gì, ghi gì trong giấy. Đến khi xong xuôi, người đàn ông che khuất phần chữ để chừa mỗi phần ký tên cho Dao ký vào. Cứ ký xong, được thêm một tờ, ai nấy đều nhẹ đi mấy phần. Cho đến tờ cuối cùng, khi chuẩn bị đặt bút hoàn tất thủ tục, Dao căng thẳng như muốn tăng sông mà chết. Chỉ vì tham sống, nốt chữ kỹ này, người nhà bà Hường sẽ có tất cả. "Dao ơi, mở cửa cho anh với." Câu nói khiến tất cả mọi người khựng lại vài giây. Mắt ai cũng trợn tròn mà ngạc nhiên. Cái giọng lại còn hơn đá, cứ ầm u run rẩy, khiến con mắt đảo như giang lạc, dò xét xung quanh. Câu nói không to, chỉ bé bé vang vọng như thể từ dưới đất vang lên, mà chẳng hiểu tại sao
Có mỗi câu nói ấy thoảng nhẹ qua tai, vậy mà khiến cho tất cả các cộng lông cộng tóc trên người ai cũng dựng đứng cả lên, vô cách vô thức, buốt đến tận não. Đám người của bà Dương nhìn nhau hỏi lại, mọi người có nghe thấy gì không? Hình như có ai vừa gọi tên cô Giao thì phải. Tất cả đều gật gù thống nhất, nhưng người nhà bà Hường vội lắc đầu lấp liếm. Làm gì có ai đâu, sao tôi cũng đứng đây mà không nghe thấy gì, các anh chắc nghe nhầm ấy. Không, tôi ở đây cũng có nghe giọng nói ấy, không thể nhầm được. Hình như có giọng nói đó là của thằng Tuệ, nhất định là nó rồi. Bà Dương ngấm lên xót ruột nói. Thế nhưng Trí ngồi vào màn hình đối diện với bà Dương khuyên, bà ơi, con biết bà thương thằng Tuệ, thế nhưng làm gì có chuyện Tuệ nó nói được hả bà? Bà quên là nó nằm liệt 5 năm nay rồi hay sao? Nếu mà có phép màu khiến nó nói được thì mẹ con cũng mua cho nó uống. Với lại Tuệ nó đi viện rồi, nó có ở đây đâu mà nói chuyện được. Câu giải thích hết sức hợp lý khiến bà Dương buồn bã không nói gì thêm. Người của bà Dương ngồi trong nhà cũng không thắc mắc nữa. Họ cố gắng lắng nghe nhưng cũng không có gì lạ, nên đành dục Giao ký vào cho xong. Về phần Giao, cô là người sợ hơn cả. Tuy cô chưa nghe giọng Tuệ lúc khỏe mạnh bao giờ, thế nhưng câu gọi ban nãy nhất định không thể nghe nhầm được. Một người nghe thì còn bảo nhầm, đằng này rất nhiều người nghe được thì nhầm thế nào được. Đích thị có người mới gọi Giao đây. Là ai mà giọng lại kinh dị như vậy, cô không biết. Nhưng đây chắc chắn không phải giọng nói của người bình thường. Sau những câu nói lấp liếm hết sức hợp lý thì không có ai hỏi gì thêm cả. Đống giấy tờ được cho lại trong cặp để được mang đi. Họ nói trong ngày gần nhất sẽ gọi cô đi lĩnh tiền. Để cho đám người kia đi hết, bà Hường mới thở phào hớn hở. Vậy là tiền đã về tay. Sùng sướng để đâu cho hết, Trí nói với mẹ mình, sao mẹ không cho mấy gã này ít tiền để bịt miệng. Còn lo bà Dương bên ấy thì không biết gì, thế nhưng mấy tên này về bẩm báo nghi có sự lạ thì bà Dương chắc chắn sẽ điều tra. Bà Hường nhìn con trai cười nhếch mép, phủi tay mấy cái, bà liền nói, mày lại ngây thơ giống con vợ mày rồi. Tiền nào mà mua chuộc đám ấy của mụ Dương, mỗi tháng chúng nó nhận cả chục triệu. Bà Dương bảo nhảy vào lửa chắc cũng cà mấy chứ, mà đòi mua với chuộc. Quan trọng là mình che đậy tốt thôi, chứ còn định chơi bài cùn thì không được đâu. Tuy ghét thì ghét thật, nhưng mặt lúc nào cũng phải tỏ ra thật biết điều vào. Bằng chứng là mình đã lấy được 50 tỷ đó thôi. Việc cũng sắp sửa xong rồi, không việc gì phải sợ. Trong khi bà Hường và Trí cười hả hê vui mừng thì Mai lại chạy lại ấp úng hỏi, này, lúc nãy mọi người có nghe thấy tiếng gì không hả? Sao còn nghe như tiếng thằng Tuệ ấy? Trí nghe thì cũng chột dạ, liền quay sang nhìn bà Hường. Thế nhưng bà ta tặc lưỡi chép miệng nói, chắc là nghe nhầm thôi. Mà thôi ngủ cả đi, tâm trạng đang vui mà chúng mày cứ nói chuyện không đâu ấy. Nó chết rồi gọi thế quái nào được. Thế còn cái xác nó trong nhà kho thì sao? Mai vẫn không yên tâm, hỏi lại mẹ chồng bà đáp, mai rồi tính, đợi xem thế nào rồi đem chôn là sạch sẽ nhất. Còn bây giờ cứ để tạm đấy đã, chết rồi để đâu chẳng được. Cả nhà không ai bàn tán gì nữa, tất cả đi vào đóng cửa. Khi đi qua chỗ Giao đang ngồi, đôi mắt ngấn lệ một lần nữa khiến Trí chú ý. Gã còn hậm hực chuyện Giao lên gối, tí nữa thì khiến hắn thọt lên cổ. Nên đầu Trí bắt đầu nảy ra chuyện đùa. Sao, định mách mụ Dương phải không? Cũng may tao không cái mồm mày vào đấy, chứ không thì lộ. Nào, bây giờ có muốn ngủ chung với chồng mày không? Chồng mày đang ở nhà kho đấy, để tao đưa mày xuống dưới đấy nhé. Nói xong, Trí xách cô kéo lê toan xuống nhà kho, nơi chất xác của Tuệ. Thế nhưng bà Hường thấy quá ồn ào liền gắt, mày thừa hơi hay sao hả Trí? Nó vừa mới cho chúng ta 50 tỷ đấy. Thôi, cho nó ngủ trên phòng, mai có gì xử tiếp. Cả ngày hôm nay đã mệt mỏi lắm rồi, bớt bớt cái mồm lại. Liếc con trai xong, bà Hường đi lên phòng, Trí cũng bỏ tay Giao ra, không hành hạ cô nữa. Tất cả đều đi cả vào phòng rồi tắt điện. Còn mình Giao ê ẩm hết người, mệt thì chớ. Lại mấy bữa không ăn, bị cái Mai đánh cho tơi tả. Cơ thể của Giao như muốn gãy ra từng khúc, tuy yếu ớt nhưng cô vẫn nuôi hy vọng người đàn ông lạ mặt kia sẽ nhanh chóng tới ứng cứu. 12 giờ đêm, khi tất cả chìm vào yên lặng sau cả ngày quá mệt, khi cái kim đồng hồ vừa kêu tích tắc chỉ vào đúng số 12 thì gió từ đâu lùa vào nhà khiến tất cả đều thấy lạnh buốt.
không gian im ắng như tờ, không có một tiếng động, thì bất ngờ từ nhà kho, cái tiếng lạch cạch bắt đầu vang lên từng chập. Mới đầu còn thưa, nhưng về sau tiếng đập cửa liên hồi, kèm giọng nói như âm ti địa phủ vọng lên. Thả tao ra, trả vợ cho tao, thằng Trí kia, con mụ Hường khốn nạn kia. Tuy cửa nhà làm bằng gỗ dày cả tấc, cách âm chắn gió vô cùng cao, chưa kể các phòng cửa giả đều làm từ các loại gỗ quý, ấy vậy mà cái thứ giọng ma quỷ ấy lại vang lên trong không trung, giống như thể từ dưới đất chui lên vậy. Mặc dù đã ngủ rất say, thế nhưng khi lời nói ấy vừa dứt thì tất cả đều ngồi bật dậy, hơi lạnh cứ tứ phía lùa vào, khiến cái đầu ai nấy đều buốt rụng. Bần thần còn nghĩ là ảo giác hay nằm mơ, thế nhưng không mất 2 phút sau, tiếng gào ấy vang lên một lần nữa. Giào ơi, mở cửa cho anh, thằng Trí, con Mai, cả con mụ Hưởng kia nữa, rồi chúng mày đều phải chết. Khỏi phải nói, bao nhiêu cái lông trên người có mặt trong nhà bà Hưởng đều dựng ngược lên, thiếu điều muốn quắn tít lại vì sợ, kể cả là Giao. Cô sợ muốn đứng tim mà chết, chân tay rụng rời. Giao kéo chăn lên quá đầu, rồi run lên lập bập. Tầm này thì không phải là nghe nhầm nữa, đích thị là tiếng của Tuệ. Thế nhưng làm thế nào một người liệt chết bây giờ lại nói chuyện được, thì chỉ có đi xuống nhà kho kiểm chứng thì mới biết được sự tình. Giao không dám ra ngoài trước, thế nhưng thấy mấy phòng kia sáng đèn, cô biết chúng cũng nghe thấy câu nói vừa rồi, nên cũng lật đật ra ngoài. Khi mấy cái đầu thỏ ra nhìn nhau ngơ ngác sợ sệt, chúng mày cũng nghe thấy tiếng nó phải không? Bà Hưởng láo liên nhìn vợ chồng Chí Mai gật đầu. Cái Mai run lên hỏi lại, nó chết rồi sao lại nói được thế hả? Hay là... Nó ngập ngừng sợ sệt, không dám nói hết. Bà Hưởng nhìn hai đứa con, thì tiếp tục nhà kho lại vang lên tiếng đập cửa thỉnh thỉnh. Như nhớ ra điều gì, bà quay sang hỏi, thế lúc mẹ bảo đậy cái chiếu lên xác, mày có đậy không? Con có mà, đậy xong con mới đi. Chí nhanh mồm giải thích, tuy không biết ý bà Hưởng hỏi đến chuyện gì, thế nhưng việc Tuệ chết gần một tuần, xác đã bốc mùi thối, bất ngờ sống dậy quả thực là khó tin. Bà Hưởng nhìn về phía sau nhà, bà suy nghĩ một lúc rồi tái mặt nói, không lẽ nào nó bị quỷ nhập tràng? Không ai có thể trả lời được câu hỏi của bà Hưởng lúc này. Chí đánh bạo hùng hổ đi trước, vừa đi hắn vừa nói, phải xuống xem thực hư thế nào, chứ cứ ở trong nhà thế này lại càng sợ thêm. Hắn nói rồi đi xuống tầng, bật điện sáng từ ngoài vào trong. Giao tò mò cũng xuống xem thực hư thế nào. Khi vừa ra đến sân, hai tên canh cửa đã đứng ngoài, mặt cắt không còn một giọt máu, vừa run hắn vừa chỉ về phía sau nhà rồi nói, là cậu Tuệ bà ạ, trong nhà kho làm gì có ai. Đám người nhìn nhau không đáp, vớ lấy cái gậy ở chỗ chốt canh của vệ sĩ. Trí tùy sợ nhưng ra lệnh, tất cả cùng đi xuống nhà kho, hai đứa mày cầm mỗi đứa một gậy, thấy gì lạ đập chết luôn. Hai tên gật đầu, cả đám vừa đi vừa nghe ngóng, nhưng bước chân không dám phát ra tiếng động nào, tất cả yên ắng đến nỗi Giao nghe thấy cả tiếng tim mình đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Chuyện quỷ nhập tràng tuy chưa chứng kiến lần nào, nhưng hồi bé Giao hay đọc những cuốn chuyện ma dân gian, trong đó có nhắc đến quỷ nhập tràng. Đó là việc người sau khi chết bị mèo chuột hay chó chạy qua nhìn vào mắt, khiến người chết bị kéo bật dậy, sau đó biến thành quỷ, có thể đi đứng nói chuyện như lúc còn sống. Tuy nhiên đôi mắt thì cứ mở trừng trừng cả ngày lẫn đêm. Quỷ nhập tràng vẫn biết ăn cơm uống nước, nhưng thức ăn khoái khẩu của quỷ, đây là những miếng thịt còn sống và nguyên máu tươi. Trên đỉnh đồi chỉ có mỗi mình nhà mụ Hường, xung quanh đồi vẫn hoang vu. Tầm này mà xảy ra chuyện thì chắc chết hề, chứ chưa ai biết đâu mà cứu. Tất cả đã đi đến và đứng trước cửa nhà kho, xung quanh không gian im bặt, không có nổi một cơn gió nhẹ. Mọi người chỉ cách cửa nhà kho tầm 10 bước chân, thế nhưng không ai nói câu gì. Họ muốn nghe xem liệu còn tiếng động lạ nào không nữa. Lại đây, tao biết cả nhà mày đứng ngoài rồi đấy. Cái giọng nhẹ như gió thoảng qua tai khiến ai cũng rùng mình lùi lại. Chí nắm chặt cái gậy trong tay, rồi tức giận vụt vào cánh cửa gỗ rồi hét lên. Mày là ai? Giả ma giả quỷ, dọa nhà tao chắc. Tao nói cho mày hay, tao không sợ đâu. Tao ở trên đây này, tao nhìn thấy từng đứa một rồi nhé. Bất ngờ trên ô lỗ thoáng của gian nhà kho, có một con mắt màu đỏ ngầu từ ô cửa chiếu qua. Cái lỗ thoáng ấy chỉ bằng một viên gạch,
Vậy mà Tuệ ở trong cứ thỏ đôi tay gầy guộc bấy lâu, không được cầm nắm quơ vào không trung, rồi thều thào khiến ai cũng đứng hình. Không sợ thì mở cửa ra cho tao. Để tao ra, chuyện tao với nhà mày chưa xong đâu. Giọng Tuệ cứ vang lên tứ phía, nhẹ như gió, khiến ai nghe cũng lọng óc. Trí nghe Tuệ nói tức, định toan mở cửa rồi ném dao vào. Mày có muốn vợ có phải không? Tao cho mày con dao, rồi mày sẽ chịu chết hẳn phải không? Hay là từ trước đến nay, mày chỉ giả vờ liệt, rồi giả vờ chết để che đậy thôi phải không? Trí bực bội gào lên, Tuệ trong này lại nhòm con mắt qua lỗ thoáng, rồi cười lên man dại, khẽ đưa cái tay dài như đòn gánh ra ngoài. Tuệ đáp, mày để cao sự giả chết của tao quá, làm gì có ai bị đè ngạt mà không chết, làm gì có ai bị xe cán qua người mà khỏe mạnh. Địch thị là tao chết rồi, thế nhưng trời giúp tao hồi sinh để trừng trị lũ khốn nạn nhà mày. Mày cứ cho dao vào đây, tao tuy làm quỷ nhưng vẫn sẽ phân biệt được ai tốt ai xấu. Ngỡ Tuệ chỉ cần dao nên Trí túm lấy cổ áo cô toan mở cửa vứt vào, thế nhưng Mai lại ngăn lại. Chị ta lắc đầu nói, đừng, mở cửa ra, mình không biết được nó có giở trò gì hay không, lỡ đâu nó chỉ nói vậy để mình mở cửa hòng thoát ra ngoài, lúc ấy nó giết cả nhà mình đấy. Trí nghe vợ nói có lý nên lại thôi. Bà Hường nghĩ từ nãy đến giờ, bây giờ mới lên tiếng, khẽ đi sát vào phía cửa nhà kho. Bà ta sờ tay vào cánh cửa. Bà Hường có gan liều như vậy là bởi bà ta biết cánh cửa làm bằng gỗ tốt này sẽ nhốt được con quỷ dữ bên trong. Giọng ngọt như mía đường, bà ta nói, Tuệ, là Tuệ phải không con? Mẹ đấy mà, con nghe thấy lời mẹ nói chứ. Tuy nãy giờ đôi bên chửi nhau như mổ bò khá căng thẳng, thế nhưng đến giọng bà Hường thì ngọt dịu lạ thường. Giao đứng đằng sau, biết thừa, mụ lại bắt đầu chiêu lạt mềm buộc chặt, kể lể những chuyện gây cảm động để người khác phải mềm lòng. Bên trong không thấy Tuệ trả lời, cũng không thấy con mắt đỏ kia chẫu qua khe cửa nữa. Không gian im bặt, đến tiếng thở cũng còn nghe thấy. Bà Hường nghĩ Tuệ vì mấy câu ngọt nhạt đã dịu lại đôi chút thì bắt đầu lại nói, mẹ biết đúng là con rồi, con biết không, từ hồi con nằm liệt đến bây giờ, mẹ không khi nào không ân hận. Tất cả những chuyện xảy ra với con đều do mẹ mà ra. Nhiều lúc cả đêm mẹ không ngủ được, mẹ day dứt về những việc mình đã làm khiến con chịu nhiều đau đớn đắng cay. Con, nếu con còn sống, hãy tha thứ cho mẹ, hãy để mẹ sửa chữa lỗi lầm được không con? Mèo. Khi bà Hường còn đang khóc lóc nói lên những lời ỉ ôi xin Tuệ tha thứ thì bất chợt con mèo đen có túm lông giữa trán quay lại. Nó không sợ người mà đi từ từ phía rừng cây, trèo lên mái nhà kho, rồi cứ thế chui vào trong qua lỗ hở. Trong mồm nó vẫn còn gặm con chuột đã đứt lìa phần cổ, nhòe nhoét máu. Đôi mắt đỏ ngầu phát sáng khiến tất cả đứng hình. Bà Hường lắp bắp lắc đầu nói khẽ, không xong rồi, đích thị nó bị quỷ nhập tràng thật rồi, nước này chỉ có đường mời thầy về thôi. Tuy những người trẻ không mấy ai tin về chuyện ma quỷ, thế nhưng người như bà Hường thì rất rõ. Bà biết con mèo hoang có chùm tóc tang này đã khiến Tuệ sống lại, thế nhưng nếu không làm gì để khiến Tuệ chết đi một lần nữa, hậu quả sẽ rất khó lường. Từ khi bà Hường nói mấy lời xúc động như muốn cứa vào tim gan người nghe, ấy vậy mà Tuệ không hề nói gì. Bầu không khí im ắng đáng sợ bao trùm lên tất cả. Họ không biết bên trong Tuệ đang làm cái trò gì với con mèo đen ấy. Bất ngờ bên trong nhà kho đèn điện được bật sáng. Kể từ lúc ấy trở đi, tiếng nhai tóp tép ngấu nghiến phát ra, nhưng không ai biết chuyện gì. Lấy hết dũng khí, Trí rón rén bước lại gần cửa gỗ thêm một lần nữa. Trên ấy có cái kẽ cửa bị nứt ra, tuy bé nhưng cũng đủ để nhòm vào bên trong. Đôi mắt Trí lìa từ bên này qua bên kia nhưng không thấy Tuệ. Cuối cùng hắn dừng lại trước cái góc để dụng cụ làm vườn. Tuệ đang ngồi đấy quay lưng ra ngoài, mặt hướng vào trong. Hai tay nó túm lấy thứ gì đó cho vào trong mồm. Trong khi ấy, con mèo ma kia ngồi bên cạnh vẫy vẫy cái đuôi nhìn Tuệ ăn tỏ ý hài lòng. Khi còn đang chăm chú xem trộm thì bất ngờ Trí quay lại nhìn đúng vào cái lỗ thoáng bé tí tẹo nơi có con mắt của Trí đang rình mò, rồi nhe răng ra cười. Mồm Tuệ đang ăn con chuột, khiến Trí sợ hãi ngã ngửa về phía sau. Cái thứ Tuệ ăn không gì khác, đúng rồi, đó chính là con chuột chết
mà con mèo tóc tàng kia thả về. Trí bỏ lại ra phía sau rồi nói bằng giọng run rẩy: Thằng Tuệ, nó ăn con chuột chết, trông kinh lắm, thả nó ra không được, nhốt cũng không xong, vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Đảo mắt suy nghĩ một vòng, bà Hường nói nhỏ: Bây giờ hỏi xem nó muốn gì thì mới chịu chết thêm một lần nữa, tuyệt đối không được thả nó ra. Nếu nó bỏ ra ngoài, chắc chắn nó sẽ hút linh khí của từng người nhà mình, lúc ấy có mà chết hết. Còn không nữa, chỉ còn cách mời thầy về bắt quỷ, nhưng phải mời người cao tay kia. Nếu thất bại, không những không trục vòng được mà còn khiến nó quay lại hại mình. Quỷ nhập tràng thực sự có thật, chẳng trách mà các cụ từ trước đến nay luôn dặn đi dặn lại, không được để chó mèo tiếp xúc gần với người chết. Lần này có vẻ rách việc thật đấy. Bà Hường nhíu mày sợ sệt nói: Khi chuyện vui ăn được 50 tỷ tiền thừa kế chưa lâu thì quay ra gặp chuyện xui xẻo này. Cả nhà không ai biết làm sao, chỉ còn biết trông chờ vào mỗi mình bà Hường. Tuy không có nhiều kinh nghiệm về chuyện ma quỷ, thế nhưng ít ra bà là người từng trải và là người dễ dàn xếp được mọi việc. Sau khi gia đình bàn bạc không đi đến đâu, lúc này bà Hường nhận ra tiếng nhai bên trong nhà kho đã không còn, vội vàng đi tới. Bà lại nói vọng vào trong: Tuệ à, mẹ biết con không giận mẹ phải không? Con ơi, tuy mẹ không mang nặng đẻ đau sinh ra con, nhưng con và thằng Trí vẫn là anh em cùng chung cha, chung máu mủ. Nếu còn điều gì khiến con oan khuất chưa được tỏ bày, con cứ nói với mẹ, mẹ nhất định sẽ giúp con toại nguyện. Mẹ đồng ý giúp con chứ? Tiếng Tuệ bên trong lý nhí hỏi lại. Bà Hường nhanh mồm đáp lời ngay: Tất nhiên rồi con, chỉ cần con muốn nhất định mẹ sẽ làm giúp con. Bà Hường mừng rỡ nói, có vẻ như bà đã nắm thóp được thứ Tuệ cần. Ngay sau đó anh trả lời: Con muốn ra ngoài, mẹ mở cửa cho con với. Con muốn nhìn thấy mẹ, nhìn thấy anh chị con, nhìn thấy vợ con nữa. Điều kiện của Tuệ tuy dễ mà khó, khiến tất cả nhìn nhau. Ai biết khi ra ngoài Tuệ có hớp hồn hết người ở đây hay không. Nói gì thì nói, thương lượng với người sống đã khó, giờ đi nói chuyện với người chết còn khó hơn. Gãi đầu, bà Hường cười nhạt rồi nói: Mẹ muốn mở cửa cho con ra lắm, thế nhưng con ơi, bây giờ con mới khỏe lại, trời bây giờ lại đêm hôm thế này, để mai mẹ bảo vợ con dọn phòng rồi đón con lên có được không con? Vâng, được mẹ ạ. Con thì thế nào cũng được, cho đến bây giờ con đã nghĩ thông rồi, dù gì mẹ cũng là mẹ con. Tuy không sinh ra con, nhưng mẹ là người nuôi nấng. Người ta nói, một giọt máu đào hơn ao nước lã, con không thể ôm hận mãi được. Thấy Tuệ nói vậy, tất cả ai nấy đều thở phào. Có lẽ mấy câu nói thao thao bất tuyệt về tình nghĩa gia đình khiến Tuệ hiểu ra mà thông cảm cho những người đang sống. Cũng phải nói, những lời văn mẫu về tình yêu gia đình của bà Hường thật là xuất sắc. Nói không hoa, chứ bà Hường không bán trang sức mà quay ra làm đa cấp thì ối người tin tưởng mà đi theo. Thế nhưng sau một lúc im lặng, Tuệ lại ngập ngừng nói, giọng anh trầm hơn bao giờ hết. Anh liền bày tỏ: Con biết bây giờ con thế này mọi người cũng sợ, nên con cũng không dám ra ngoài. Chết rồi cũng chỉ biến thành quỷ, nhưng con biết phải trái đúng sai. Mẹ cho con gặp anh Trí nói đôi điều. Nếu anh ấy sợ con làm hại, cứ bảo anh ấy đứng gần lỗ thoáng này, anh em con nói chuyện với nhau cũng được, không cần phải mở cửa làm gì. Thấy Tuệ nói, Trí nhìn bà Hường tỏ ý không muốn đi. Thế nhưng bà ghé vào tai Trí rồi nói, chiều lòng nó tí, rồi lựa lời hỏi nó xem muốn gì thì mới chịu xuống dưới. Nó đã nghĩ được như vậy, chắc chắn nó không làm hại mình đâu. Trí nhìn mẹ rồi lẩm bẩm, tuy không muốn nhưng hắn vẫn phải đi để lấy lòng Tuệ, nhanh chóng mà chết hẳn. Chỉ cứ nghĩ đến cảnh Tuệ ăn xác con chuột chết còn nguyên lông là khiến hắn suýt nôn mấy lần. Lững thững đi đến bờ tường nhà kho, Trí lật đật kéo cái ghế chuyên dùng để thắp nhang rồi trèo lên chỗ lỗ thoáng. Lúc này Trí nhìn vào trong thấy Tuệ chẳng khác nào người bình thường, chỉ có điều đôi mắt đỏ y đúc con mèo long lanh nhìn Tuệ. Anh liền mở lời, anh ạ, bây giờ em đã thế này rồi, cũng không còn nhiều thời gian để mà trò chuyện với mọi người được nữa. Em chỉ mong sao anh đối xử tốt với vợ em, với cả mẹ là em vui rồi. Thân em bất tài yểu mệnh nên chỉ đến nước này thôi. Nghe những lời động lòng, Trí chép miệng nói,
Chú nghĩ được như thế là tốt. Anh sẽ thay chú chăm sóc cho Giao. Chú cứ yên tâm mà yên nghỉ. À, còn chuyện này nữa anh ạ, nơi liên quan đến chuyện bà Dương với tài sản thừa kế. Em có biết một bí mật về bà nội. Nghe đầu bà còn gần 20 tỷ định cho nữa, nhưng chưa cho vội. Thế nhưng nếu anh muốn, em sẽ bày cách cho anh. Gì chứ nghe đến tiền là Y Bài trí sáng rực mắt. Hắn nhanh nhảu xuống thang, rồi đẩy hẳn cái chân thang vào vách tường. Lúc này hắn cũng không quan trọng hay để tâm rằng Tuệ đã chết và bị quỷ nhập tràng nữa. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có số tiền 20 tỷ tròn trĩnh. Có thể nói tiền đối với nhà bà Hường là khởi nguồn của tất cả. Vì tiền Tuệ mới bị Chí Tông, vì tiền bà Hường mới chấp nhận nuôi con riêng của chồng để mưu cầu khối tài sản từ bà Dương. Thế nên không mấy khó khi hiểu rằng con trai của bà Chí nhắc đến tiền mắt nó lại sáng trừng như vậy. Nghe em mình nói có cách để lấy nốt chỗ tiền sót từ bà Dương, Chí không ngại mà áp sát mặt vào ô lỗ thoáng để cho em mình nói cách. Thế nhưng hắn không ngờ khi chỉ vừa mới thò được cái mặt vào thì tay Tuệ từ trong một lần nữa quở ra nhanh như cắt. Tuệ móc luôn một con mắt của Chí, khiến hắn không đề phòng gì. Quá đau đớn và bất ngờ, Chí ngã từ cái ghế cao xuống đất, ôm khuôn mặt nhuốm máu gào lên tức tưởi. Từ cái ô thoáng ấy, Tuệ vẫn đang còn cầm con mắt của Chí. Con mắt bị móc ra đột ngột khiến những dây thần kinh còn giật giật lên liên hồi. Nhè răng ra cười, Tuệ nuốt luôn con mắt của anh trai mình. Nhìn đám người, Tuệ cười hả hê rồi hỏi, sao mất một con mắt liệu có đau bằng cả cái xe chèn qua người hay không? Chúng mày nghĩ tao lại có thể tha thứ cho những kẻ giết cha, giết mẹ, giết bản thân mình dễ dàng đến vậy hay sao? Trong đầu chúng mày lúc nào cũng chỉ nghĩ đến gia tài của bà nội thôi. Tốt nhất là chúng mày nhốt tao thật chặt vào, chứ nếu thoát ra được, nhất định tao sẽ giết hết tất cả lũ bất nhân nhà mày. Giao, anh không còn ở đấy, nhớ bảo vệ bản thân thật tốt. Những điều em làm, anh có chết đi rồi đều hiểu và hiểu hết tất cả. Anh mang ơn em sống tốt, nhất định ông trời không phụ lòng người. Lúc này, chỉ có Giao là nghe hết những câu chữ của Tuệ, bởi nhà mụ Hường còn mải vây lấy Trí xem hắn thế nào. Trong lúc cấp bách, bà Hường liền nói, hai thằng chúng mày ở đây, canh chừng nó cẩn thận, kiếm được cái gì ra cố lại cửa nẻo thì gài thêm cho chắc chắn, mai đưa thằng Trí vào viện nhanh lên. Vậy là mỗi người ra một việc. Giao nhân lúc tình hình hỗn loạn toàn chạy thoát thân, thì cái Mai đã phát hiện ra, nó vớ lấy cây gậy mà ban đầu chồng nó cầm cố thủ, lìa một nhát trúng chân, khiến cô ngã vật ra đất đau đớn. Nghĩ chồng mình đã bị móc cho mù mắt, giờ Giao lại có ý định trốn thoát, tức mình, nó không nói không rằng, mở chút cửa nhà kho, rồi hé ra một khe nhỏ, lấy hết sức đẩy cô vào chung với Tuệ. Cho mày chết đi đi con đĩ, để xem mày có sống được qua ngày mai không. Nói xong, nó cũng lên xe cùng chồng và mụ Hường, đi thẳng vào viện cấp cứu. Chí bị mất quá nhiều máu, nhưng may mắn được đưa vào viện kịp thời nên không nguy hiểm gì đến tính mạng, chỉ có con mắt là mù mãi mãi. Đêm ấy quả thực là một đêm kinh hoàng đối với tất cả. Sau khi đưa Chí vào viện, tất cả lại im ắng như lúc ban đầu. Giao bị đẩy vào trong nhà kho thì hoảng sợ vô cùng. Cô đập cửa khóc lóc trong tuyệt vọng, vì lớp keo trên miệng vẫn còn dính cho nên cô không tài nào mở miệng ra kêu cứu được, mà chỉ đập cửa ra hiệu cho hai tên vệ sĩ của nhà cứu giúp. Biết Giao bị oan, thế nhưng hai người không có quyền quyết định. Hơn nữa, gần cô lúc này lại là một con quỷ ăn thịt người, thì bố bảo chúng cũng không dám. Cô Giao, cô đừng trách chúng tôi cũng chỉ làm theo lệnh chủ mà thôi. Giao trong này bất lực khóc không thành tiếng. Từ lúc vào đến giờ, cô không dám nhìn xung quanh xem Tuệ đang ở chỗ nào. Trong lúc hoảng sợ tột cùng, cô chỉ biết gục đầu vào cánh cửa gỗ, cào muốn bật cả móng tay. Cứ thử tưởng tượng rằng mình bị nhốt cùng một kẻ không phải người sống mà là một con quỷ, chắc có lẽ chỉ có nước sợ đến nỗi ngất xỉu chứ làm gì có can đảm. Bất chợt từ phía sau, một bàn tay khẽ đặt lên vai cô nhẹ nhàng, khiến cô sợ đến nỗi không dám quay đầu lại nhìn. Thế nhưng khi con tim còn đang đập loạn xạ, một giọng nói vừa xa lạ vừa thân thuộc nói nhỏ vào tai cô, hơi thở lạnh buốt khiến Giao chợt rùng mình. Đừng sợ, là anh đây mà. Câu nói tuy giản đơn nhưng lại mềm mỏng vô cùng, khác hẳn với những lời lạnh lẽo như xác ướp Tuệ nói với nhà mụ Hường lúc ban đầu.
Dao túm chặt lấy nắm cửa, lấy hết can đảm quay lại nhìn. Trước mắt cô chẳng có con quỷ nào cả, mà chỉ có Tuệ, một thanh niên điển trai với đôi mắt sáng, sống mũi cao cùng nụ cười tỏa nắng. Anh vẫn mặc bộ quần áo vest ngày cưới lịch lãm, lại càng khiến sức hút tăng lên bội phần. Trong lúc ấy, Dao đứng hình, cô không còn nhớ Tuệ đã chết mà mang hình hài của quỷ. Khẽ đỡ Dao dậy, đôi tay lạnh như đá ôm chặt lấy eo Dao. Đã quá quen với việc Tuệ bị liệt, thế nên khi anh đứng trước mặt thế này, cô có phần hơi bỡ ngỡ. Nắm tay của Dao rồi đưa lên má mình, Tuệ liền nói, chắc ban nãy em sợ lắm phải không, cho anh xin lỗi. Vuốt vuốt những sợi tóc rối bù, Dao nhìn vào mắt Tuệ, nhìn vào con người bằng xương bằng thịt, đưa tay lên má chạm vào da anh. Có lẽ cô cũng nghi ngờ rằng Tuệ còn sống. Thế nhưng Tuệ lại cầm lấy tay để lên phần ngực mình, nơi ấy đã có một trái tim ngừng đập nguội lạnh từ bao giờ. Dao biết được điều đó nên đôi mắt khẽ nhìn xuống dưới tỏ vẻ thất vọng. Tuệ nhìn cô rồi đáp, anh chết thật rồi Dao ạ. Những chuyện em làm kể từ lúc anh bị liệt đến khi anh chết đi, anh đều biết và cảm ơn em rất nhiều. Thực sự bà Hường làm gì anh cũng không vừa mắt, thế nhưng chỉ có một điểm anh rất ưng, ấy là bà ta lấy cho anh một cô vợ thông minh và sắc sảo. Thực lòng, nếu anh không bị liệt và chết oan ức thế này thì chắc có lẽ nhất định anh sẽ cưới em và thương em cả cuộc đời này. Tuệ xoa đầu Dao, giãi bày tâm sự. Cô nhìn anh bằng con mắt ngấn lệ đau xót, lần đầu làm dâu khổ cực trăm bề, ngỡ lấy người liệt đã thiệt thòi, nay chồng lại chết, có nỗi đau nào khổ hạnh hơn. Tuệ kéo Dao ngồi cạnh xuống bên mình, nơi con mèo đen có chùm tóc tang đang kêu lên ai oán. Anh nói, sau ngày hôm nay em ra ngoài phải sống thật mạnh mẽ lên biết chưa, anh bây giờ cũng chỉ là hồn quỷ xác người, chẳng mấy sẽ chết thật. Thân anh bất tài, không lo lắng được cho vợ mình, chỉ mong sau này em bình an vô sự, gặp được một người khỏe mạnh yêu thương em mãi mãi. Em phải sống cho cả phần đời của anh nữa nhé. Tuệ nói câu nào Dao khóc cạn nước mắt cậu ấy. Tuy gặp anh chưa lâu, thế nhưng tình nghĩa vợ chồng một ngày cũng là chân quý. Nghe những lời tâm tình mà Dao như đứt từng thớ thịt ruột gan. Tuy đã là quỷ, thế nhưng hiển hiện trong tâm trí, Tuệ vẫn phân biệt được ai tốt ai xấu. Những việc Dao làm, Tuệ đều khắc cốt ghi tâm. Cứ thế, Tuệ tỉ tê với Dao. Cô nằm lên đùi anh, mặc cho đêm đông lạnh lẽo, mặc kệ ngoài kia sóng gió bùa vây. Ngày mai sẽ ra thế nào? Trong này chỉ có hai người tâm tình với nhau, họ hẹn nhau ở một kiếp khác gần hơn, trọn tình vẹn nghĩa. Trưa hôm sau, Trí được xuất viện về nhà với một bên mắt hỏng hoàn toàn. Về tới sân, hắn đi lững thững tới đằng sau nhà kho nơi giam giữ vợ chồng Tuệ. Hắn đạp chân vào cửa mấy lần rồi hỏi vọng vào, sao rồi, chắc ăn thịt cả vợ rồi hả? Chúng mày cứ xem tao sẽ làm gì tiếp theo. Nói xong, hắn bực dọc vào nhà. Mai đã dọn sẵn cơm chuẩn bị ăn, thấy bà Hường, Trí liền hỏi, mẹ tìm được ông thầy nào chưa, cứ nhốt nó thế này mãi sao được, làm thì phải làm nhanh đi chứ, nếu lỡ giờ mụ Dương sinh nghi mà không cho tiền nữa thì hỏng việc. Bà Hường nhìn con rồi đáp, mày cứ làm như tao không biết đấy. Thế nhưng việc tìm thầy không phải đơn giản, có cao tay mà bắt được người quỷ nhập tràng không lại là một chuyện khác lớn hơn. Sáng nay tao tìm được ông ở trên Lào Cai rồi, ông này nổi tiếng lắm, chắc đầu giờ chiều là tới đây thôi. Trí gật đầu, nhận lấy bát cơm vợ đưa, hắn tức tối nói thêm, tiền sử nhà nó chứ, đã chết rồi, còn hành hạ nhà mình đến mức này. Tại nhà của Thủy, anh vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ li bì, cơ thể nóng như lửa đốt, cổ họng khô rát, thiếu nước nghiêm trọng. Sau bao ngày chơi bời, thì hôm nay Thủy nhà ta cũng đã lăn ra mà ốm bệnh rồi. Thủy ra khỏi phòng, anh đi đến bên tìm bác tư quản gia của gia đình. Thế nhưng khi vừa mới đi đến phòng khách thì ông Nhuận, bố Thủy, đã ngồi đấy từ bao giờ. Chắc ông ta mới đi làm về, bên cạnh Tú và Thu cũng đang ngồi cả đấy. Nhìn cảnh này, Thủy đã biết hẳn là hai ả đang mách lẻo chuyện của anh với ông Nhuận. Thế nhưng anh làm ngơ như không biết, đi tìm ông Tư thì ông Nhuận đã gọi anh lại. Thủy, lại đây bố nói chuyện. Thủy không thèm quay lưng lại mà cục cằn hỏi ngay, có gì bố cứ hỏi, con hôm nay hơi mệt. Thủy nói xong thì Thu sốt sáng đứng dậy, cô sờ vào người anh rồi giật mình lo lắng. Đúng thật, anh Thủy bị ốm rồi, bố cứ để anh ấy về phòng nghỉ ngơi,
để con đi nấu cho anh ấy bát cháo rồi con uống thuốc. Không cần vội đâu, con cứ để nó ngồi đây nói chuyện với bố cái đã. Nó đi rượu chè thâu đêm suốt sáng, sức có là trâu bò rồi cũng phải lăn ra mà ốm thôi. Ông Nhuận vừa nói, vừa vứt tấm lót ngồi về phía ghế bên cạnh. Thủy không thích nhưng vẫn vùng vàng ngồi xuống. Ông Nhuận nhìn con rồi nói, mày xem, gần 40 tuổi đầu rồi đấy, mày định lêu lổng đến bao giờ? Vợ thì có đàng hoàng cả rồi, mày không định sinh con đẻ cái, chăm chỉ làm lụng để nối nghiệp bố hay sao? Bố vẫn còn khỏe lắm, chết thế quái nào được mà cần người nối nghiệp, mai mốt lại rước thêm một bà khác nữa về, tha hồ mà hưởng thụ. Thủy vừa nói vừa nhếch mép cười mỉa cha mình, vì anh là con trai duy nhất của ông, cho nên ông cũng muốn anh ổn định vợ con, tập trung giúp ông phát triển sự nghiệp. Ấy vậy mà Thủy lại không hề biết điều, khiến ông tức mà quát, mày móc mỉa tao đủ chưa? Tao nói cho mày nghe, mày xem có ai sướng bằng mày nữa không? Bố lấy cho hai con vợ nâng khăn sửa túi như thế, con đòi hỏi gì nữa? Mày nói đi, như thế nào mới vừa được lòng mày? Nghe những lời trách móc từ cha mình, Thủy không những không cảm thấy buồn, ngược lại còn lên cơn nói lý lẽ. Bố lo cho con, hay là vì mê mẹ chúng nó nên đưa về đây gán ghép cho con? Này, nói cho bố hay, chó ăn thịt xương gặm xong còn phải bỏ, huống hồ húp nước mà ăn cả cấn là không được đâu. Trong khi mẹ là người đầu ấp tay kể bao nhiêu năm, giờ phát bệnh thì chỉ đơn độc một mình. Trong khi ấy, bố ra ngoài này, vợ lớn vợ bé sống sung sướng hưởng lạc. Thử nghĩ mà xem, không có mẹ, liệu có bố ngày hôm nay không? Con nói rồi, con lấy ai không cần bố quan tâm. Người con lấy nhất định phải biết lý lẽ, không xinh đẹp nhưng chí ít cũng phải thông minh, chứ không phải mấy cái hạng đẹp mã mà toàn củ chuối trong đầu thế này. Cãi bố mình không vấp vào đâu, thì đứng dậy đi. Khi đi qua ghế ông Nhuận, anh lẩm bẩm khiến ông tức sặc tiết. Chuyện gì trên đời cũng vụng, ấy thế mà chuyện phối giống thì lúc nào cũng hay. Thủy tìm mãi mới thấy bác Tư đang tưới mấy cây lan sau nhà. Thấy Thủy nói ốm, bác bỏ giờ chạy vào bếp, tức tốc làm cho anh một tô cháo gà, thật nhiều tía tô để anh giải cảm. Anh đánh chén hết bát cháo một cách ngon lành, rồi tấm tắc khen. Đúng thật, bác Tư nấu cái gì cũng ngon, ngoài mẹ cháu ra, cháu quý bác Tư nhất đấy. Ông Tư nghe vậy liền cười, đưa cho Thủy một nắm thuốc sốt rồi nói. Vậy cơ à? Thôi, cậu uống thuốc vào đi cho chóng khỏe. Nếu đến tối không đỡ sốt thì phải đi khám xem thế nào. Rõ khổ, bảo uống ít thôi thì không nghe, rượu chè nhiều có ngày chết đấy. Ông Tư lào bảo nói với Thủy, ấy vậy mà anh lại không thấy khó chịu tí nào, ngược lại còn thấy rất gần gũi, quý trọng bác Tư vô cùng. Bác ấy làm ở nhà này cũng ngót mấy chục năm, từ khi bà Nhuận mẹ anh còn trẻ đến khi phát bệnh, bố anh lên nắm quyền, bác vẫn cẩn mẫn chăm chỉ làm việc. Mái tóc đen ngày nào bây giờ đã bạc trắng hết cả. Có thể nói bác Tư đã dành cả quãng đời tươi đẹp nhất để ở đây phục vụ cho nhà Thủy. Căn nhà có bác Tư hầu như sạch sẽ gọn gàng từ trong ra ngoài. Mấy lần ông Nhuận cũng nghĩ bác Tư tuổi cao, nhà lại quá rộng sẽ không thể kham nổi, nên đã mượn thêm người làm phụ. Thế nhưng chẳng được mấy hôm, người ta lại bị bác Tư đuổi. Bác nói tính bác khó chịu hồi giờ, thấy mấy đứa làm bẩn thỉu, bác ngứa mắt nên cho chúng nó nghỉ. Bọn trẻ bây giờ luộm thuộm bừa bãi, dọn không đến đâu, còn không bằng bác làm cố. Thế nên khi Thu và Tú đến đây, trên danh nghĩa là vợ của Thủy, thế nhưng hai người lại chẳng khi nào phụ giúp được chuyện gì ra hồn. Suốt ngày bám theo Thủy léo nhéo như chim di, khiến anh đau đầu nhức óc. Thấy con trai từ dưới bếp đi lên, ông Nhuận liền nói lớn, nếu mày mà không ưng nữa thì ngày kia bố lại đi lấy vợ thêm cho mày. Tại nhà Trí, vào đầu giờ chiều, đúng như những gì bà Hường đã nói, ông thầy được rước từ trên núi xuống đã đến nơi, khiến ai nấy đều thở phào, hy vọng được đặt lên ông để giải quyết vấn đề của Tuệ. Cùng lúc ấy, có người của bà Dương đi tới, đưa cho bà một tờ giấy có chữ ký của bà Dương, dạng một tấm xét rồi dặn dò, chỉ cần cầm tấm phiếu này đi đến ngân hàng sẽ lập tức rút được tiền, khiến bà Hường muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cuối cùng, chuyện tiền nong cũng đã xong, giờ chỉ cần giải quyết được chuyện của Tuệ nữa thì cũng coi như ổn thỏa. Khi thấy Trí đeo băng gạc một bên mắt, lại thấy có ông già nhìn tướng là biết thầy cúng ở trong nhà,
người làm của bà Dương liền hỏi han: chẳng hay mắt anh Trí bị sao thế? Sao hôm nay lại có cả thầy bói ở đây? Mà tôi lại không thấy cô Giao đâu cả. Liệu nhà đã có xảy ra vấn đề gì không? Cả nhà nghe vậy thì giật mình. Trí lúng túng đưa tay lên mắt sờ sờ. Mai nhanh mồm vội đáp lại: Giao đi vào viện chăm chồng rồi các anh ạ. Hôm trước mẹ tôi chẳng báo cáo với các anh là Tuệ vào viện rồi còn gì. Chồng tôi sáng nay được nghỉ, đi vào rừng bắn chim. Không may lúc gỡ con sáo, chẳng may nó mổ vào mắt. Mẹ tôi sợ điểm hung nên nhờ thầy về xem xét thế nào thôi. Câu giải thích lại hợp lý vô cùng, khiến người bên nhà bà Dương không nghi ngờ. Khi họ có ý tới thăm thì bà Hường lại lấy cớ để từ chối khéo, rồi nói ý đuổi người ta về. Đám người vừa rời đi thì ông thầy cũng được bà Hường mời từ Sơn La đến, vội vàng tới xem khu nhà kho ngay. Không nói không rằng, ông cầm ba cây nhang ra thắp, nhưng cứ thắp được một lúc thì nhang lại tắt ngúm không rõ lý do. Chuyện ấy lặp đi lặp lại 3 lần, khiến ông không thắp nữa, rồi lấy đồng âm dương ra xin. Trong nhà kho, mặc dù bên ngoài không có ai nói gì, thế nhưng Tuệ đã biết được, từ khi bị quỷ nhập, anh không nhắm mắt một chút nào. Trên đùi, Giao vẫn nằm ngủ ngon lành. Khi thấy Tuệ nhúc nhích thì Giao cũng mở mắt tỉnh dậy. Lúc này lớp keo trên miệng cũng khô mà bong mất. Cô uể oải nhìn Tuệ thì hơi giật mình, bởi ra Tuệ đã xám kịt lại, đúng kiểu chết thối, đôi mắt đỏ ngầu nhìn Giao. Tuy đang nhìn âu yếm đấy nhưng gần nổi lên, khiến đôi mắt quỷ của Tuệ trở nên hung ác vô cùng. Em sợ à? Tuệ hỏi, nhưng Giao vội lấp liếm lắc đầu, khiến anh cười, khẽ vuốt tóc Giao anh dặn: Giao này, chắc không lâu nữa anh phải đi, em hứa phải tự chăm sóc bản thân mình đấy nhé. Hơn nữa, nếu anh có làm gì em cảm thấy hoảng sợ thì mặc kệ anh. Nhân lúc anh giữ chân chúng nó, em phải chạy thẳng lên đồi. Ở đồi này họ chỉ trồng thông và keo thôi, không phải rừng tự nhiên. Em cứ theo đường mòn mà chạy, đến tầm gần 2 cây sẽ có một cái cây sồi lạc loài cổ thụ. Hãy rẽ trái, đấy là hướng gần nhất để chạy đến thung lũng. Hãy nhờ người dân giúp đỡ, tìm đến trụ sở của bà nội cầu cứu, em nhớ chưa? Nghe chồng dặn dò, Giao lắc đầu lo sợ. Cô nói: Sao lại như thế? Có đi hai ta sẽ cùng đi. Không được đâu, chỉ có em đi được thôi. Còn anh cũng phải xuống dưới đó thật rồi. Việc anh chết mà còn lưu luyến nhân gian là chuyện trái ý trời. Khi thân xác này không còn có thể cho hồn anh bấu víu nữa, lúc ấy anh chính thức sẽ chết. Tuệ nói đến đâu, Giao khóc hết nước mắt cậu ấy. Cô lắc đầu giận dỗi không chịu: Em không biết đâu, em không thể đi một mình nếu không có anh được. Một ngày lấy nhau cả đời tình nghĩa, cùng lắm em sẽ chết cùng anh, mình đi đâu cũng có nhau. Giao nói xong thì vồ lấy cái liềm sới cỏ ngay bên cạnh, toàn trực kề vào cổ, nhanh như cắt Tuệ rằng lấy vứt đi, khiến cô không kịp trở tay. Biết Giao là người sống tình cảm sâu đậm, Tuệ ôm lấy cô rồi thổn thức: Em là vợ anh, em phải ngoan chứ, sao chồng nói mà cứ cãi thế? Số anh đã tận, anh có thể chết, nhưng em chưa tận số, chết cũng chẳng thành. Suốt quãng thời gian em làm vợ chăm sóc anh, giúp anh tìm ra chân tướng sự việc là anh đã khắc cốt ghi tâm rồi. Anh thực lòng rất hạnh phúc. Em sống còn có mẹ có cha, còn anh cũng phải gặp cha mẹ của mình dưới ấy. Hứa với anh, em phải sống tốt. Em biết anh chết oan mà phải không? Biết đâu anh lại có cơ hội được trở về dương gian thăm em mà nương nhờ thân xác của người khác. Nhất định lúc đó hai ta sẽ lại được chuyện trò. Giao khóc lạc cả giọng đi. Hai vợ chồng đang lưu luyến nhau thì bất chợt ngoài kia thầy cúng không xin được đài âm dương thì cáu ra mặt. Lão liền quay sang nói với bà Hường: Con quỷ này có oán thù với nhà bà sâu đậm lắm. Đây này, tôi xin đài âm dương không lần nào được. Nghe thầy phán, bà Hường càng thêm lo. Bà biết Tuệ sẽ không dễ gì tha thứ, và chính anh cũng đã nói ra điều này. Mai đứng đấy nói chĩa vào: Thầy là người đứng giữa, hay là thầy hỏi nó muốn cái gì để nhà tôi chu cấp cho. Lúc đêm tôi có đẩy con vợ mà hồi sống mẹ tôi lấy về cho nó, chắc tầm này nó cũng ăn hết cả xương rồi chứ. Ông thầy nghe xong thì lắc đầu, chỉ vào cánh cửa ông ta nói: Chuyện thương lượng với quỷ ta sẽ làm, thế nhưng đa phần người bị quỷ nhập chàng, 10 người nhập thì 7 người là chết quá oan ức. Nghe bà nói chuyện thì ta cũng biết anh ta lưu luyến cõi trần này cũng không phải điều gì khó hiểu. Với tài nghề của ta
ta khẳng định sẽ giải quyết được, nhưng chi phí sẽ là 70 triệu. Sao? Sao lại là 70 triệu? Chẳng phải lúc đầu thầy có nói là chục triệu thôi sao? Nhìn bà Hường sững cổ lên thì ông thầy liền nói, thời buổi này chẳng ai làm không công cho nhà bà. Đến ông thầy cúng mời đến nhà khấn bài văn nôm, còn lấy răm trăm một triệu, thêm con gà trống thiến. Còn tôi đi từ Sơn La xuống đây thu phục một con quỷ mà bà chê đắt chê rẻ. Nếu tìm được thầy nào giá tốt hơn thì nhờ, tôi không làm nữa. Nói xong thì lão thầy toan cầm đồ nghề đi. Thế nhưng Mai đã xin xỏ. Ấy chết, nhà con làm gì có ý gì kỳ kèo đâu. Tại hồi đầu thấy thầy bảo rằng giá có ngần ấy, mà bây giờ lấy lên nên mẹ con thấy lạ hỏi thôi. Chỉ cần giải quyết xong được chuyện này, con xin gửi thầy 100 cho tròn chỉnh. Ông thầy nghe bùi tai nên không chấp nhặt. Ông ta cũng nói rõ ràng mình làm vì tiền chứ không phải công đức. Mai kéo áo bà Hường rồi tỏ ý trách. Mẹ này, mẹ bị làm sao thế? Đã đón người ta từ xa xôi đến đây mà người ta lại là thầy nổi tiếng có căn quả. Mẹ đừng có mà tham bát bỏ mâm, tiếc 100, cuối cùng bỏ mấy chục tỷ. Bà Hường nghe con dâu nói thì có lý, không còn lèo nhèo giá cả. Sau khi bấm giờ, ông thần quay ra nói với cả nhà Trí. Bây giờ, gã thanh niên ấy đã hóa quỷ, tức là nỗi thù hằn không thể nào hóa giải. Và chỉ cần hắn sổng ra khỏi cái nhà kho này, nhất định hắn sẽ hút hết linh khí của nhà các người. Để duy trì linh hồn ở nhân gian lâu hơn, bây giờ chỉ còn cách chọn giờ lành trấn yểm thân xác, rồi ép quỷ xuất hồn. Sau khi vật chủ nắm giữ sợi dây liên kết giữa quỷ và xác chết không còn, tức lúc ấy hồn ma cũng không nương nhờ vào đâu được, sẽ bị diệt trừ ngay tức khắc. Chuyện bùa phép thì nhà mụ Hường không biết gì, nghe thì nghe cho có vậy thôi, chứ nào dám ý kiến. Trí nói với thầy bùa. Thầy làm thế nào cũng được, miễn sao nó chết hẳn rồi chúng tôi đem chôn là an toàn nhất. Ông thầy gật đầu nói tiếp. Vậy công việc sẽ tiến hành lúc 1 giờ sáng. Còn bây giờ tôi cần chuẩn bị một số thứ, nhờ gia đình đi mua hộ. Tuy nói chuyện cách xa một đoạn, thế nhưng trong này Giao và Tuệ đã nghe thấy hết. Cứ nghĩ đến việc Tuệ sẽ bị lão thầy bùa làm phép đến hồn tiêu phách tán, cô lại không cầm được lòng. Nhìn tứ phía xung quanh, Giao nói, không được, chúng ta phải trốn khỏi đây, em không thể để họ làm hại anh được. Nói rồi Giao đi tìm vật dụng trợ giúp để đào tường, thế nhưng Tuệ lắc đầu can ngăn. Không được đâu em, vô ích thôi, nhà kho này được xây từ đá, xi măng dày cả tấc. Không có gì có thể đào được dễ dàng. Nghe anh đi, đừng có tốn công vô ích nữa, anh đã chết, anh không thể dựa vào cái xác này quá lâu, tất cả sẽ được giải quyết vào đêm nay. Khi cánh cửa này mở ra, hòng thu phục anh, em phải nhanh chân chạy thoát, biết chưa? Còn bây giờ, hãy im lặng ở bên anh thêm lúc nữa, bởi thời gian trôi qua sẽ không còn nhiều. Cô sờ vào gương mặt điển trai, nay đã đen kịt lại, những đường gân nổi lên khắp mặt khiến Giao xót xa vô cùng. Cho đến lúc này, khi âm dương sắp sửa cách biệt, họ mới nhận ra bản thân đã yêu đối phương quá đỗi sâu đậm, mà không có thứ gì có thể chia cách cho dù là cái chết. Phía bên nhà Thủy, anh thấy trong người cũng khỏe hơn nên quyết định thăm mẹ. Lâu lắm rồi, anh chẳng ngó ngàng gì đến bà, một phần vì sợ, một phần những cuộc vui suốt sáng thâu đêm khiến anh không còn một chút sức lực nào. Và quan trọng hơn, gặp mẹ, anh lại buồn. Một người đàn bà mạnh mẽ là trụ cột gia đình, nhưng giờ lại cô độc trong chính căn nhà của mình. Vậy nên hôm nay, Thủy quyết tâm đến thăm mẹ. Khi vào thăm, Thủy có nói bác Tư đi cùng. Anh sợ trong lúc gặp, mẹ lên cơn, nghĩ anh là người xấu lại đánh trả thì khổ. Đã mấy lần, anh bị mẹ đánh oan nên cũng hoảng. Còn ông Nhuận thì bị quá nhiều lần, thậm chí còn phải đi khâu. Thế nên ông quyết định từ đó đến nay không được thả bà Nhuận ra thêm một lần nào nữa. Gian phòng bà Nhuận gần như sát vách khu nhà vệ sinh vắng người qua lại. Chẳng biết bà đang làm gì mà yên lặng quá thế. Mọi khi bà hát rồi khóc ầm ĩ cả lên. Trước khi vào phòng, bác Tư gõ cửa thông báo rồi mới mở cửa. Thế nhưng Thủy vẫn sợ,
Anh kéo tay bác rồi hỏi, liệu mẹ cháu còn nhớ cháu là ai không bác? Cháu sợ bị mẹ cháu đánh quá. Không sao đâu. Thế chẳng lẽ cậu bị mẹ đánh thì sau này mãi mãi cậu không vào thăm mẹ nữa hay sao? Mạnh dạn lên, có tôi vào cùng đây rồi. Có lẽ cả nhà ai cũng sợ bà Nhuận ngoại trừ bác Tư. Tuy chỉ là một người giúp việc, thế nhưng bác đối xử với bà Nhuận rất chu đáo. Dù cho ngày xưa bà Nhuận khỏe mạnh hay bây giờ không tỉnh táo đi chăng nữa, bác vẫn hết mực phục vụ. Cửa phòng mở ra, bên trong bà Nhuận đang ngồi quay mặt vào vách tường. Bà vẫn đang lúi húi làm gì đó. Chỉ đến khi bác Tư nói mấy câu, bà mới chậm rãi quay ra. Tóc bà bạc trắng hết cả, quần áo bẩn thỉu lem luốc. Trên tay bà cầm chiếc đài con mà bác Tư mua cho hôm bác đi chợ. Dẫn Thủy vào, bác Tư nói, hôm nay cậu Thủy đến thăm bà đây này. Bà Nhuận ngơ ngác nhìn con như người xa lạ. Thủy cũng rụt rè ngồi xuống bên bà. Ngày hôm nay bà hiền hơn mọi ngày, không gào khóc làm loạn như mọi khi. Hôm đi chợ, đi ngang qua tiệm bán áo quan, bác nghe thấy cái đài này nên mua cho mẹ cháu một cái. Nghĩ cho mẹ cháu nghe tụng kinh niệm Phật cho thanh thản tâm can. Ấy vậy mà đỡ thật nhé, từ hôm ấy bớt phá phách hơn rất nhiều. Thủy nghe bác Tư nói thì mừng lắm. Trong nhà chỉ có bác ấy là người quán xuyến được tất cả mọi việc. Rút trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ dài, bên trong đựng 4 củ sâm Hàn Quốc con, đưa cho bác Tư. Thủy nói, cháu quen được một anh công tác bên Hàn, hôm qua anh ấy về có cho cháu 4 củ sâm, bác Tư giữ lấy mà ăn cho khỏe. Nhận lấy hộp sâm, bác Tư không khách sáo mà lấy ngay, vui vẻ bác nói, tôi xin cậu, sâm Hàn Quốc thì tốt nhất rồi. Sâm mà còn tươi như thế này, đem đi sắt lát xong ngâm với mật ong rừng, mệt mỏi ăn một lát sâm thì chứ gọi là tỉnh phải biết. Bà Nhuận mấy này cũng mệt, để tôi đi làm ngay, mai bà ấy có thứ mà uống. Nói rồi bác Tư toàn quay đi thì Thủy ngăn lại, nhìn bác Hiền Tử anh nói, cái này là cháu biếu bác cứ giữ lại mà uống cho tốt, chứ mẹ cháu đồ biếu nhiều bác cũng biết còn gì. Với lại cháu thấy bác cũng có tuổi rồi, bác làm ít lại thôi. Để cháu bảo bố cháu tìm thêm người giúp việc cho bác đỡ vất vả, bác mà đổ bệnh ra đấy, nhà cháu không biết trông cậy vào ai. Thủy nói rất chân tình, bác Tư hiểu anh là một người sống tình cảm, liền không phản bác mà gật đầu ngay. Nếu ông Nhuận không gán ghép anh lấy vợ, nếu ông ấy là một người mẫu mực, nhất định Thủy sẽ không biến thành kẻ bất cần và sống buông thả đến thế. Thủy đấy hả con? Vào đây với mẹ nào. Sao hồi giờ mới đi học về thế hả? Thằng Kiên, nó về từ bao giờ rồi? Thôi, ngồi đấy mẹ dọn cơm ra cho mà ăn. Bà Nhuận bất ngờ nhận ra con trong cơn mê hoang dại. Bệnh bà cứ dở ương ương như thế, không có tiến triển gì. Thế con trai, bà cứ ngỡ con mình vẫn là một đứa trẻ. Chạy đi tới ngăn kéo, lấy ra bộ đồ hàng nhà bếp. Bà bưng ra cái nồi nhựa, bên trong có ít vải vụn mà hôm trước bà đã xé mấy bộ quần áo ra chơi đồ hàng. Dúi vào tay con bát cơm, bà hối thúc, ăn đi con, rồi tí lại đi học, chiều về sớm mẹ làm bánh cho mà ăn. Nhận lấy cái bát nhựa bên trong toàn những miếng vải vụn, Thủy thở dài, đưa đôi mắt nhìn mẹ đầy xót xa. Khi bà Nhuận toàn đưa hết đống vải xé nát vào mồm vì nghĩ là cơm, nhanh như cắt, bác Tư ngăn lại rồi nói nhỏ, chị Nhuận, chị đã phần cơm ăn nhà chưa? Anh ấy nhắn tôi rằng chốc nữa sẽ về ăn với chị, bảo chị nấu thêm thức ăn đấy. Bác Tư nói y như thật nên mới đầu Thủy còn chưa nghĩ ra, về sau anh mới hiểu bác nói thế để nhân lúc bà Nhuận lè tè chạy vào chân giường nấu thức ăn. Bác vơ lấy nắm vải vụn cho vào túi quần. Đối với bác, những hành động điên dại của bà Nhuận thế này bác quen như cơm bữa. Lâu lâu bác lại nhìn qua lỗ cửa xem bà Nhuận có làm gì gây nguy hiểm đến tính mạng hay không. Thủy để ý xung quanh phòng đều rất gọn gàng và sạch sẽ. Những ổ cắm điện được bác Tư bọc lại cẩn thận kỹ càng. Sự ân cần của bác khiến Thủy biết ơn vô cùng. Tuy bà Nhuận bị như vậy nhưng bác vẫn quan tâm chăm sóc đặc biệt, còn hơn tình cảm chồng đối với vợ. Như ông Nhuận đấy, có khi nào ông đã vào mà chuyện trò với bà được câu nào tử tế đâu. Bác Tư,
Thực sự nhà cháu mang ơn bác nhiều lắm. Trong lúc xúc động, Thủy nói với bác Tư, bày tỏ sự kính trọng. Bác xua tay cười xòa đáp, cậu cứ nói quá ấy chứ, tôi cũng chỉ làm vì tiền thôi. Hàng tháng bố cậu trả tôi nhiều lắm, lấy được đồng tiền tôi phải làm hết mình chứ. Chưa kể ngày xưa chính mẹ cậu là người nhận tôi vào làm, không nhờ ngày ấy chắc tôi mãi mãi chỉ là kẻ đầu đường xó chợ. Khi vợ con tôi mất, cũng chính bà Nhuận là người đứng ra lo hậu sự. Tôi đã tự hứa với bản thân sau này phải đi theo hầu hạ bà ấy, dù cho có ra sao đi nữa. Thế nên người nói câu ấy phải là tôi mới đúng. Vỗ vai người thanh niên trẻ lúc này đang quá đỗi xúc động, trong khi hai người còn nói chuyện thì Thu và Tú từ trên nhà đi xuống. Hai ả đứng níu tay Thủy rồi lèo nhèo. Anh Thủy, anh ở đây làm gì thế? Em tìm mãi không thấy đâu. Bác Tư thấy hai con vợ chạy xuống thì cười, rồi lấy cớ lủi đi mất. Thủy cũng bất lực. Sau câu hỏi thừa thãi ấy, anh nói, tôi đi thăm mẹ, chẳng lẽ đi đâu làm gì, tôi phải báo cáo với các cô à? Thu nhẹ nhàng xua tay giải thích, ấy không phải thế, em lo cho anh thôi, dù gì bây giờ anh cũng có vợ rồi, anh đi đâu nói với em một câu để em đỡ lo. Thủy bĩu môi, trong lúc ấy anh lại nghĩ ra một ý khá hay, khẽ chỉ tay vào phòng bà Nhuận, anh nói, các cô nhận là vợ tôi, tức là con dâu của mẹ tôi. Đang hay, bây giờ cần người dọn phòng, các cô vào dọn cho mẹ tôi với. Cả hai nghe vậy thì xị mặt, người e dè kẻ lắc đầu đáp, ẻo ơi khiếp, vào đấy kinh lắm, phòng ốc tối tăm hôi hám, mà mẹ anh thì tâm thần. Cái Tú nói thôi cũng sợ, nhất quyết hai ả không chịu vào. Thủy thở dài rồi nói, vậy mà đòi làm vợ tôi, các cô chả được cái tích sự gì cả. Thôi bây giờ thế này nhé, ai vào chơi được với mẹ tôi tầm 30 phút thì tối nay tôi sẽ tới phòng ngủ của người đó. Đồng ý không nào? Gì chứ mẹ tôi bị bệnh thì bệnh thật, thế nhưng có ăn thịt được các cô đâu mà lo, mang tiếng làm dâu con mà đến việc chăm mẹ các cô còn không làm được. Thử hỏi cái danh vợ tôi các cô thấy có xứng đáng không? Nghe đến đây, mắt hai ả sáng trưng, biết là vào phòng của bà Nhuận thì hơi rén, nhưng nghĩ đến chuyện tối nay Thủy đến ngủ với mình thì hai người đều tặc lưỡi. Anh nói đúng, bà Nhuận bị tâm thần, thế nhưng cũng là mẹ chồng, không khôn khéo mà đối xử thì cũng khó mà lấy lòng chồng, cũng như ông Nhuận kia. Thế nên Tú nhanh nhẩu xông phòng đi trước. Lúc chuẩn bị bước vào cửa, cô ả run rẩy chìa tay có đeo đồng hồ rồi nói, đây nhé, bây giờ là 3 giờ chiều, đúng 3 rưỡi thì hết giờ nhé. Nếu em thành công thì anh phải tới phòng em tối nay đấy. Thủy gật đầu chắc chắn, mà rõ thực là nực cười, vào thăm mẹ mà phải canh giờ. Nếu Thủy không giao kèo cho béo bở như thế, chắc có lẽ chả bao giờ hai nàng dâu hờ này bén mảng đến thăm bà Nhuận. Vào bên trong, Thủy bên ngoài kéo cửa lại, thấy bà Nhuận đang ngồi trên giường, Tú tái mặt men theo bờ tường, rồi vớ lấy cái ghế ngồi, nhẹ nhàng đến nỗi không hề phát ra một tiếng động nào. Cô ả định chỉ vào trong phòng bà Nhuận, rồi miễn sao cô ngồi đúng nửa tiếng đã như yêu cầu thì đi ra coi như chiến thắng. Thế nên Tú vừa ngồi vừa run, cô ta chỉ mong bà Nhuận cứ thế ngồi chơi trên giường, đừng để ý đến mình làm gì. 20 phút trôi qua, chỉ còn 10 phút nữa là hết giờ. Lòng Tú nóng như lửa đốt, sốt ruột, mong đồng hồ trôi qua thật nhanh. Cô nghĩ chỉ cần cố một chốc lát nữa thôi thì tối nay Thủy sẽ thuộc về cô thật sự. Trong khi đầu cô ả còn mơ màng về những kiểu ân ái từ cổ điển đến hiện đại, hòng lấy lòng chồng mình, thì Tú nào biết đâu trên giường, bà Nhuận đã phát hiện ra Tú ngồi đấy. Một người đầu óc không bình thường như bà Nhuận nào có nghĩ được chuyện gì lâu dài. Thấy Tú ngồi đấy, bà tươi cười nhảy từ trên giường xuống đất rồi hớn hở nói, cháu gái, cháu mua đồ lót không? Bác có xù chiêng silip, ren diêm dúa các kiểu các màu, cháu ưng bộ nào cháu lựa đi. À, bác bán cả cháo cả phở đấy, cháu ăn luôn chứ. Bây giờ bà Nhuận không còn trong vai người mẹ hiền lành, bà chuyển sang làm nghề bán đồ lót với chủ hàng ăn. Tú ngập ngừng đáp, dạ cháu ăn bún, bác cho cháu bún. Nghĩ rằng bà Nhuận nói có cháo phở, Tú nhanh trí đòi bún. Cô ả nghĩ chắc có lẽ bà Nhuận sẽ nói không có bún,
Thế là thời gian trôi đi, gần đến đích thì coi như thắng. Nhưng không, người ớ ẩn như bà Nhuận, làm gì có quy củ nào. Thấy Tú đòi ăn bún, bà nhanh chân chạy đi rồi nói: "Bún à? Có đấy, đợi bác làm cho nhé." Nói xong, bà lại chạy về phía ngăn kéo tủ, một bát nhựa vải xé đã chuẩn bị sẵn, bưng ra cho Tú. Bà nói: "Bún của cháu đây, cháu ăn xong mua cả đồ lót cho bác nhé." Nhìn bát vải được xé từ quần áo ra, Tú lắc đầu. Thời gian lúc này trôi qua thật chậm, giờ còn 5 phút nữa. Thấy Tú không ăn, bà Nhuận liền biến sắc. Bà đập tay xuống bàn rồi quát: "Sao? Gọi bún mà tao làm bún rồi sao không ăn? Định dở bài không ăn là không trả tiền phải không? Nói cho mày biết, trong cái chợ này không ai là không biết tao. Trong khi thời buổi khó khăn còn không có miếng ăn, vậy mà mày gọi ra đây rồi lại lý do. Bây giờ tiền mày có thể không trả, nhưng bún nhất định mày phải ăn. Ăn xong ra mua đồ lót, nhanh lên." Bà Nhuận lúc tức giận trông đáng sợ thật sự. Không còn cách nào khác, Tú nhắm mắt nhắm mũi cho những viên vải vụn vào mồm. Thấy ả ăn chậm, bà Nhuận tát vào mặt rồi bóp mồm, đổ cả bát vải xé từ quần áo vào mồm, khiến ả sặc tí nữa thì nuốt thật. Ngồi vào trong góc nhà, mặt tái xanh tái xỉ, Tú gõ cửa đòi ra nhưng Thủy không mở. Trong lúc ấy, nhìn Tú rũ rượi ngồi góc nhà, bà Nhuận lại nhập vai thành người vợ gặp nhân tình của chồng. Khi đôi mắt Tú còn hoang mang chưa biết bà định hóa thân vào nhân vật nào, thì bà Nhuận khẽ vén tay áo lên, búi ngược tóc rồi chỉ vào mặt Tú: "Còn đĩ cướp chồng bà. Thôi, xong mẹ nó rồi." Khi bà Nhuận vừa mới nói đến cướp chồng, lúc ấy Tú đã biết mình từ vai chị khách ăn phở sẽ biến thành phò. Nhanh như cắt, Tú đập mạnh tay vào cửa rồi gào lên: "Thủy ơi, mở cửa cho em." Á! Tiếng thét của Tú gào lên khi nói lỡ giờ, về sau, và chả có về sau nào nữa, vì bây giờ Tú đã thâm tím, bị bà Nhuận lôi ra đánh nhừ tử. Phải nói, bà quá nhập tâm, đánh Tú rất cật lực, khiến cô ả chết đi sống lại, gào khóc xin xỏ. Nhưng với suy nghĩ bị chồng bỏ, bà Nhuận túm chân lôi sành sạch ra giữa nhà, nước mắt lưng tròng. Bà đành nghiến nó: "Còn đĩ nhà mày nữa, mới nứt mắt ra đã cặp kè với lão già có vợ. Mày biết tao khổ sở thế nào không? Con tao còn nhỏ dại, tiền đóng học cho thằng cu cũng bị lão lấy trộm đem đi bao mày ăn uống. Mày là con hổ ly chuyên phá hoại hạnh phúc nhà người ta, mày chết đi, đổ con đĩ." Câu nói run rẩy rất rõ ràng, bất lực. Trên tay bà Nhuận cầm cái bô nước đái, không chần chừ đổ ụp vào đầu Tú một cách dứt khoát, khiến Tú ướt nhẹp từ đầu đến chân. Thủy và Thu đứng ngoài này nghe tất cả, mới đầu anh còn cảm thấy hả hê. Thế nhưng khi bà Nhuận đánh cái Tú, ngỡ nó là người thứ ba, thì Thủy tắt hẳn nụ cười. Bởi bà nói không sai, chính trong cái gia đình này, bà là chính thất nhưng bị chồng ngoại tình ngang nhiên, chẳng một chút xấu hổ. Mà nói đâu xa vời, ngày mẹ cái Tú chính là hồ ly cướp chồng đấy thôi. Nó chỉ đang hứng nghiệp thay cho mẹ nó, lãnh những cái tát muốn rời răng của bà Nhuận. Mà hai người đứng ngoài cũng sợ không kém, nhất là Thu. Sợ trong lúc kích động, sợ mẹ mình không làm chủ được hành vi, Thủy đã nhanh chóng chạy vào lôi Tú ra, trước khi bà Nhuận định lấy cái cốc phang vào đầu nó. "Hết, hết giờ rồi hả anh?" Tuy đau đớn về thể xác, thế nhưng nghĩ Thủy kéo ra do đã đủ nửa tiếng, bởi nó nhắm mắt cũng đủ thời gian rồi. Thế nhưng đồng hồ vẫn còn mấy giây nữa trước khi kết thúc. Tú xị mặt ra xin xỏ: "Cũng chỉ còn mấy giây thôi mà, anh chiếu cố cho em đi, mẹ anh đổ cả nước tiểu vào người em đây này." "Cô không nghe mẹ tôi nói gì à? Đấy là cái giá cho việc cướp chồng của người khác." Nói rồi Thủy quay đi tỏ vẻ khó chịu. Mới đầu anh nghĩ chỉ đùa cho bọn họ vui, thế nhưng khi bà Nhuận vô thức nói ra những lời không kiểm soát, lòng anh lại cảm thấy xót xa vô cùng. Thu toàn chạy theo Thủy, bỏ mặc Tú đang lững thững về phòng tắm rửa. Thế nhưng cô ả lại quay lại chê bai: "Em thua rồi nhé, tối nay chị sẽ ngủ với anh ấy." Nói xong thì Thu chạy theo Thủy. Tú tức tối xen lẫn sự tiếc nuối, chỉ còn mấy giây nữa thôi, nếu cô chịu đựng được thêm chút nữa thì mọi chuyện đã thành. Thủy đi ra ngoài sân tìm một chút không khí trong lành, anh nhắm mắt ngửa mặt lên trời cảm nhận những tia nắng ấm áp rồi thở dài. Anh nghĩ
hỏi bác Tư xem có nên cho mẹ anh đi khám thêm một lần nữa. Thế nhưng Thu chạy lại khiến anh cảm thấy phiền hết chỗ nói. Lắm vợ thích đầu không thấy, chỉ thấy rước bực vào người. Anh Thủy, cái Tú đã thua rồi, tối anh qua phòng em nhé. Cô đã vào phòng mẹ tôi đâu mà thắng với thua. Này, lươn lẹo định ăn trên sự thua thiệt của người khác là hèn hạ lắm đấy nhé. Có giỏi, cô để mẹ tôi đánh nó đi. Tôi cá rằng cô không bao giờ trụ lâu bằng nó. Trong khi đang nói chuyện, Thủy đánh mắt qua thấy chiếc xe của mình đã quá bẩn, thế nên không nói gì thêm. Anh định lấy ống nước ra rửa xe. Anh muốn tự làm, bởi các công việc lớn bé trong nhà hầu như đều một mình bác Tư làm cả. Giờ nhờ vả thấy cũng bất tiện, chỉ bằng tự mình làm lấy. Tú cũng vừa mới tắm rửa đi xuống, hai người lại bám rít lấy Thủy. Thế anh định rửa xe cũng nhanh chóng mang đồ nghề dọn dẹp. Thu tỏ ra hiểu biết, liền nói lấy lòng. Anh đang ốm, cứ nghỉ đi, để em với cái Tú làm là được rồi. Thủy nghe vậy mệt nhọc gật đầu. Đang lười sẵn, nghe Thu nói vậy, anh chẳng sướng rơn. Mở cửa xe toan dọn dẹp. Tú thấy cuốn sổ để trên kính thì lấy xuống, rồi mở trang đầu, thấy mấy chữ vớ vẩn nó không đọc nữa mà đưa cho Thủy hỏi. Cuốn sổ này anh nhặt được của con bé nào thế? Để đây làm gì? Em vứt đi nhé. Vứt là vứt thế nào? Đưa đây. Thủy nhíu mày khó chịu rồi ra cầm lấy cuốn sổ. Đang lúc chán không có việc gì làm, Thủy lật từng trang ra đọc. Thấy không có gì đặc sắc, anh mở đến giữa trang đọc luôn. Anh chỉ thực sự để ý khi câu chuyện có nhắc đến tên Trí là nhân viên ở công ty. Khi chuyện đứa bé sang chơi và ăn phải bắt trẻ có tẩm thuốc thì lúc ấy Thủy như cuốn theo câu chuyện một cách lạ kỳ. Ngồi ngoài sân đọc cũng không tiện, Thủy nói hai người vợ của mình lau rửa tiếp vì muốn lòng chồng. Người rửa ngoài, người lau trong sạch bóng không có một tí gợn. Trong lúc ấy, Thủy lên phòng mình đọc lại từ đầu đến cuốn nhật ký, không sót một chữ. Chưa hết, anh còn thấy trang gần cuối như có một tờ giấy ghi chú dính chặt vào trong với dòng chữ cầu cứu. Hoặc đem cuốn sổ này tới nơi làm việc, tầng số 4 khu chung cư, quận, huyện, kèm một danh thiếp của bà Dương. Khẽ ngả người ra đằng sau, Thủy suy nghĩ rồi nói ra thành lời. Từ trước đến giờ, mình biết cậu Chí có một người em trai, nhưng chưa bao giờ cậu ta kể cho ai nghe người em trai ấy lại cùng cha khác mẹ với cậu cả. Với lại, đồng nghiệp cũng biết chuyện gia đình cậu này, mà chính mình cũng có vài lần đến thăm em trai cậu ta. Vậy đâu mới là đúng? Mà quyển sổ này ở đâu chui vào túi mình? Chẳng lẽ nào? Thủy nhăn trán nhắm mắt lại, và anh nhớ đến hôm cưới, Dao có ngã vào người anh rồi đổ rượu vào. Từ lúc đấy, anh đã biết có thứ gì đó nặng nặng trong túi, nhưng Trí cứ rối rít xin rồi lau chùi, khiến Thủy không tiện mà lôi ra ngay. Anh tiếp tục ngẫm lại biểu cảm từ người hôm ấy. Dao từ đầu đến cuối không nói lời nào. Khi đổ rượu lên người anh, cô cũng không xin lỗi. Cho dù cô ta có bị câm đi chăng nữa thì cũng phải biết cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi chứ. Về sau cô ta lại khóc. Không lẽ đích thị cô ta đang cầu cứu mình? Thủy trầm ngâm suy luận. Điều anh nghĩ bây giờ khá logic với sự việc xảy ra. Thế nhưng còn việc chỉ đến tòa nhà làm việc của bà Dương là thế nào? Thủy vội lắc đầu. Thời buổi này lừa đảo cũng nhiều, biết đâu đây chỉ là một chiêu trò nào đó muốn dụ anh vào bẫy thì sao? Thế nhưng nếu sự thật mà đúng như vậy, anh biết mà không giúp gì thì cũng không phải cách. Trong khi đang suy nghĩ không thông thì tiếng gõ cửa bên ngoài làm Thủy giật mình. Nghĩ là mấy cô ả rửa xe xong lại khoe công cán, Thủy bực mình im lặng nằm trong phòng không trả lời. Chỉ đến khi tiếng gõ cửa kèm giọng nói lanh lảnh vang lên thì Thủy mới lững thững đi ra bên ngoài. Ngoài Tú ra thì còn có bà Loan, mẹ đẻ Tú và là tình nhân của bố Thủy. Khẽ thở dài, Thủy chống tay vào cánh cửa rồi chậm rãi hỏi. Dì Loan đấy à? Còn tưởng dì đang đi du lịch Phú Quốc hết tuần này mới về cơ mà. Hay là đang chơi hết hả dì? Bà Loan biết Thủy đang nói đều mình, nhưng vì anh là con trai ông Nhuận nên bà không chấp, chỉ vào cái Tú. Bà ta mắng vốn. Dì nói cho con hay. Ừ thì cứ cho là dì là lẽ, con không coi trọng gì cũng được. Thế nhưng con bé Tú, nó trẻ người, lại được bố con hỏi cưới cho con. Sức khỏe nó yếu, động tí trái gió trở trời, đau ốm liên tục.
ấy vậy mà dựa vào đâu con bắt nó rửa xe giữa trời nắng không mũ, không che như thế. Dì nể bố con nên chịu gả nó cho con, nhưng con đừng ngược đãi con bé. Đầy người hỏi cưới nó mà dì còn không chịu đấy. Chưa kể mẹ con... Bà Nhuận còn đánh nó bầm tím hết mặt mày. Ở với dì đến nhặt rau nó còn không biết, mà làm vợ con mấy ngày còn đày đọa nó. Con không thể so sánh con dì với cái Thu được đâu. Con Thu xuất thân hèn mọn, không có cửa với con gái gì. Bà nói đủ chưa? Thủy nghe bà Loan mắng vốn vô cớ thì nóng mặt, nghĩ bà ta là nhân tình của bố mình, tuy không ưa nhưng mụ cũng lớn tuổi rồi. Thế nhưng không nói thì chắc mụ lại nghĩ anh không biết gì. Thế nên Thủy nói thẳng: thứ nhất, tôi không cưới con bà, cả bà và nó tự theo về nhà tôi ở. Chuyện nó bị mẹ tôi đánh hay nó rửa xe là do nó tự nguyện, tôi không ép. Không tin thì bà hỏi con bà. Với lại muốn con đi làm dâu nhà người ta thì tốt nhất bớt bớt cái mồm lại. Tính ra nó ở nhà tôi chẳng phải làm gì mà bố tôi vẫn trả lương cho nó hàng tháng. Bà thấy con nào lấy chồng được trả lương để làm vợ chưa? Thứ hai, nếu bà xót con thì bà có thể dẫn con bà đi chỗ khác ở, tôi không ép. Mà bà nói nó chân yếu tay mềm gì cơ, mấy hôm trước tôi còn thấy nó hút xì ke đấy. Cái loại này cứ phải gọi là vứt ra đường 7 ngày không có ai nhặt, gớm, giả chiều báu lắm đấy. Nói xong, Thủy đóng sầm cửa lại. Đúng thật, về nhà anh chẳng có lúc nào được yên ổn. Nhìn cái quyển sổ, anh suy nghĩ một lúc rồi gọi điện cho một người cấp dưới hỏi han về chuyện nhà của Trí. Thì họ cũng không hề hay biết gì người em bị liệt cùng cha khác mẹ. Thế nhưng một câu nói của người này lại khiến Thủy khá chú ý. Người đó nói: nhưng anh ạ, nhà thằng Trí này giàu mà lại đeo vàng giả cho em dâu, quả thực không đỡ được. Mẹ nó buôn bán trang sức cơ mà, không gì cứ đeo nhiều vào hết, giờ bảo nó trả, gì đâu mà bắt con đeo toàn mạ thôi. Sao cậu biết nhà đó trao vàng giả? Thủy nghi ngờ liền hỏi lại. Người bên kia trả lời: hôm cưới ấy, em đi sớm được xếp vào bàn gần sân khấu nên nhìn cũng rõ lắm. Lúc mẹ nó đeo 5-7 cái kiềng vào cổ, vì đeo nhiều khiến lớp mạ nó cọ vào nhau, thành thử ra nó bị bong hết, bay xuống chỗ em ngồi như mưa. Lúc thằng Trí nói khéo là sợ em dâu đeo nhiều vàng quá lại mệt nên tháo bớt. Lúc ấy em để ý mấy cái kiềng chóc hết cả sơn. Nói chung nhà nó làm thế cũng che mắt thế gian cả. Mà em nghe được nhà bên nội thằng Trí này giàu có lắm, toàn người định cư ở nước ngoài, nên nhà nó tổ chức cưới cho thằng em bị liệt để chờ chia tài sản đấy. Em chỉ nghe nói có thế thôi, chứ thực hư thế nào thì chỉ có nhà nó mới biết. Mà sao tự nhiên anh quan tâm đến nhà nó thế? Thủy nghe xong thì gật gù. Bị người ta hỏi lại, anh liền lấp liếm lấy lý do. À, hôm ấy đứa em dâu nó chẳng may hất rượu vào quần, cái điện thoại cũng dính ẩm, mà suốt từ hôm ấy tắt nguồn liên tục, bực mình nên tôi hỏi thế thôi, không có gì đâu. Nói xong Thủy liền cúp máy, cầm cuốn sách trong tay với nét bút của Tuệ. Anh nhận ra mức nghiêm trọng của vấn đề. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, vợ chồng nhà Mai Trí này anh không lạ gì, cũng có ấn tượng tốt, bởi đi làm hai vợ chồng khá lễ phép và hòa đồng. Nói chung họ được lòng tất cả mọi người trong công ty. Cứ cho trong cuốn sổ này người em trai nghĩ hoàn toàn đúng sự thật, vậy chẳng lẽ bây giờ anh lại báo công an để bắt Trí vì tội cố tình giết người, trong khi chuyện này còn quá nhiều thứ mập mờ. Nếu dựa vào có mấy chữ này được cho là viết cách đây cả chục năm thì vẫn chưa đủ cơ sở và xác minh cao. Nghĩ mãi không được chuyện gì, Thủy vứt cuốn sổ ra giường, tỏ ý không muốn xem nữa. Anh cứ nghĩ coi như không biết gì là xong. Thế nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Từ cuốn sổ vô tình hay cố ý được đặt trong túi áo lại cuốn Thủy vào một câu chuyện mà chính anh cũng không lường trước được. Nói là không quan tâm đến, nhưng trong đầu lại có thứ khiến anh lấn cấn mãi không thôi. Rốt cuộc anh có nên điều tra chuyện này hay không? 10 giờ tối ở nhà bà Hường, trong khi thành phố dưới thung lũng đã tắt điện chìm vào giấc ngủ, thì trong nhà bà Hường vẫn thắp điện sáng trưng. Tất cả người của nhà Trí đang chuẩn bị đổ lễ và những thứ mà ông thầy yêu cầu. Khi mọi người còn đang đứng ngoài sân thì con mèo tóc tang ấy một lần nữa xuất hiện.
Nó có thể đã đành hơi thấy sự nguy hiểm, nên thay vì đi từ lối khe hở ô thoáng đằng trước, nó men theo bờ tường rồi chui vào đằng sau. Tất cả đã được ông thầy trừ tà chú ý. Bà Hường đứng bên cũng vội chêm vào: "Thưa thầy, tôi nghĩ chính là con mèo ấy đã khiến thằng Tuệ biến thành quỷ nhập tràng đấy ạ. Bởi từ hôm qua đến giờ nó chui vào đây mấy lần, hồi đêm nó còn cắp cả thịt chuột chết vào trong đấy. Mà tôi nghe nói mèo tóc tang khiến người chết dễ biến thành quỷ lắm." Ông thầy bùa gật đầu vuốt trầm râu, ông ta cười nhạt: "Đúng thật là tên thanh niên ấy đã biến thành quỷ, thế nhưng qua tay người căn số như tôi, nhất định sẽ bắt được quỷ." Ai nghe thầy nói vậy cũng yên tâm. Ông ta tự tin đắc ý vậy là bởi từ trước đến nay không có ma quỷ nào gặp ông mà không bị thu phục. Vốn dĩ nhà lại ở chốn thâm sơn cùng cốc, chuyện luyện bùa yếm ngải nổi tiếng nhất nhì Việt Nam, thế nên thầy bà nào dưới xuôi nghe danh thầy mo người dân tộc cũng phải sợ khiếp hồn về tay nghề cũng như sự độc địa trong từng bài trừ ma diệt quỷ. Con mèo đen ấy lại cắp đến cho Tuệ một miếng thịt sống, lần này không phải chuột chết nữa mà là một con gà nguyên lông đã bị dập nát phần đầu. Trải qua bao ngày, cái xác này cũng sắp sửa bị hủy hoại, không thể cho linh hồn trụ vững. Tuệ ngấu nghiến con gà sống. Có lẽ Tuệ đang rất đói, nên dẫu biết Giao nhìn thấy hình ảnh không mấy đẹp đẽ này sẽ rất kinh hãi, nhưng vì để duy trì sự sống, anh không thể không ăn. Sau khi ăn hết con gà nặng gần 1 cân, Tuệ lau miệng một cách thanh tú. Cảnh tượng người con trai tuấn tú ăn động vật còn sống khiến Giao không dám nhìn. Trông thấy thôi mà cô còn lợm giọng mãi. Bị bỏ đói lâu ngày, thế nhưng nhìn Tuệ ăn lại ngon nghẻ vô cùng. Giao hỏi: "Con mèo này hồi sinh anh phải không? Mà sao nó lại cho anh ăn thịt tươi? Không lẽ nó muốn cứu sống anh lại thật sự?" Thầy Giao khó hiểu, Tuệ cười. Anh giải thích: "Không phải, đúng thật nó đã giúp anh tỉnh lại, thế nhưng anh đã thực sự chết rồi. Em nghe chuyện người chết mang điện tích âm, nếu có mèo nhảy qua mang điện tích dương sẽ kéo người chết trở lại. Nói một cách khác, anh mượn chính xác mình để duy trì tâm quỷ. Đáng lẽ khi hóa quỷ anh sẽ trở nên rất tàn ác và có thể giết tất cả những thứ anh gặp, nhưng chẳng hiểu sao khi mở mắt ra anh vẫn nhận biết được em là vợ. Hẳn là điều đó đã lập trình trong đầu sẵn." Giao lắng nghe Tuệ giải thích, anh tiếp tục phân trần: "Giống như người sống ăn cơm, ăn thức ăn để duy trì, thì người bị quỷ nhập tràng ăn thịt sống để duy trì thân xác. Nếu không ăn thịt sống, xác anh sẽ nhanh phân hủy mà mất đi điều khiển. Thế cho nên hàng ngày mèo tóc tang sẽ mang thịt sống kiếm được để nuôi anh. Thông thường nếu không có thịt, anh sẽ chết thật sau 14 ngày. Vậy có thịt anh sẽ sống mãi thế này phải không?" Giao nghe đến đây bất giác đặt niềm tin hy vọng vào chồng. Bởi cô yêu Tuệ quá nhiều, cô mong mỏi được bên anh thật lâu dài. Dẫu có cái chết chia lìa, Giao vẫn mong có thể một ngày nào đó cứu vãn. Nhìn vào ánh mắt Giao, đôi mắt anh vô hồn đờ đẫn, khẽ giơ cánh tay gầy gò nổi gân đen kịt như sắp sửa thối rữa. Anh nói: "Anh cũng mong lắm chứ, nhưng như anh nói đấy, số anh đã tận rồi, không có cách gì có thể cứu vãn nổi. Nói gì thì nói, em vẫn còn trẻ, anh và em tuy kết tình phu thê, nhưng em vẫn còn trong trắng. Hãy sống nốt cả phần đời của anh, hãy tới và kể cho bà nội nghe chuyện đang xảy ra và lấy số tiền bà cho thừa kế. Hãy đi tới chỗ em mong muốn, luôn an yên và hạnh phúc." "Không, em không thể sống tiếp nếu anh không đi cùng. Sao anh có thể nói chúng ta lấy nhau có mấy ngày cơ chứ? Với em, một ngày em cũng là vợ anh, có chết em cũng phải theo anh." Tuệ bất lực về thái độ ngang ngược của vợ. Anh không thể ngờ người anh lấy lại bướng bỉnh đến thế. Nhớ ngày nào mới đến, biết mình bị lừa, Giao hận thù chửi cả Tuệ bị liệt. Cô lôi ông bà, ông vả nhà anh ra mà chửi. Lúc đấy tuy không nói được, thế nhưng Tuệ cũng biết là không ưa nổi con vợ môi cong tới mũi này. Thế nhưng suy nghĩ của anh đã thay đổi khi anh đi nặng không tự chủ, mà chính Giao lại là người giúp đỡ vào hoàn cảnh xấu hổ ấy. Thế nhưng anh bắt đầu nhận ra Giao là một người phụ nữ tuyệt vời. Càng về 12 giờ đêm, thời khắc của ma quỷ lộng hành,
Đôi mắt của Tuệ càng lúc càng phát sáng đỏ ngầu như con đom đóm mà. Bên ngoài, tiếng Lạch Cạch chuẩn bị đồ cúng tế sát vách. Tiếng xì xào bàn tán chuyện khiến Giao bất an vô cùng. Thầy này, con thấy bảo ma quỷ gặp 12 giờ mới nghiệm, sao thầy lại bắt ma vào 3 giờ sáng vậy thầy? Ông thầy bùa sắp trái cây rồi nhìn Mai. Đôi mắt ông có gì đó hơi khó hiểu, khẽ đưa tay lên bấm bấm, ông quay sang nói, cô nói đúng, 12 giờ là giờ của ma quỷ, thế nhưng cô đang đi bắt ma, cô phải lựa cái giờ nó suy yếu nhất thì mới dễ bắt chứ, ai lại chọn 12 giờ để nó mạnh nó quật lại cho chết à? Mà cô thắc mắc ít thôi, tò mò nhiều là chết sớm đấy. Mai gật đầu không dám hỏi gì thêm. Mỗi người một việc chuẩn bị chu đáo, tất cả gần như đã xong xuôi, chỉ cần ngồi chờ đến 3 giờ sáng là suôn sẻ mọi thứ. Đúng như ông thầy bùa nói, 12 giờ đêm là giờ của ma quỷ lộng hành. Ông ta sẽ không chọn giờ ấy mà chọn lui giờ về phía 3 giờ sáng, tức là gà gáy canh tư, khi mà âm hồn suy yếu, còn được cho là quỷ môn quan mở cửa đón âm hồn về ngục. 2 giờ sáng, không gian im ắng như tờ, đêm xuống khiến toàn thành phố chìm trong im lặng tắt đèn. Những cơn gió nhẹ cứ thế lướt qua thốc vào xương sống, khiến ba người nhà Trí lạnh gáy rùng mình. Càng về gần 3 giờ, ai nấy đều hoảng sợ, thế nhưng cứ để Tuệ tiếp tục mượn thân xác mà nương nấu trần gian thế này, cả nhà mụ Hường sẽ gặp họa. Gió tứ phía lùa vào bàn cúng phía trước cửa, nhà kho. Ngoài trái cây nhang đèn để ở ghế, thì thầy bắt Trí chuẩn bị một mâm thịt sống nhăn. Nào là gà, bò, lợn, dê. Nhìn bàn với đồ cúng dị thường, Mai giật áo mẹ nói. Thật trần đời, con chưa thấy mâm đồ cúng nào toàn đồ tươi sống thế này mẹ. Tự nhiên con lo quá, lỡ mà không diệt được quỷ, chắc nó sẽ quay lại giết cả nhà mình mất. Bà Hường thấy con dâu nói gở thì cau mày, lấy củi trỏ huýt con một cái, bà đáp. Còn đĩ này, sao giờ này mày cứ nói gở mồm thế hả? Chết gì mà chết. Này nhá, tao nghĩ thầy đang cúng những cái thứ gì đó nó thích để lấy lòng thôi. Đến cái dao mày quẳng vào nó còn ăn thịt, huống hồ sắp sửa đến giờ chính rồi, mày nên khâu bớt cái mồm lại thì tốt hơn. Không, tôi nghi ngờ người được nhốt chung với quỷ vẫn còn sống, chả hiểu sao. Thế nhưng mà tôi vẫn bấm thấy có bóng người phía trong này. Mà thôi, còn sống hay đã chết thì chờ đến 3 giờ sẽ rõ. Mai rụt rè đảo mắt nhìn xung quanh, chả hiểu tại sao cứ gần đến 3 giờ nó lại rờn rợn, rồi lo lắng thứ gì đó mơ hồ lắm mà nói ra thì lại bị ăn chửi. Hai dãy nến nhang được thắp từ cửa nhà kho dẫn đến bàn thịt. Bên trong lối đi, gạo muối được rắc dày đặc. Bên cạnh, lão thầy trừ tà đang mài cái dao mỏng nhọn nhưng sắc lẹm vô cùng. Bên cạnh là bộ cung được uốn bằng sợi đầy ngũ sắc nhiều màu. Ngoài ra, còn rất nhiều bùa xanh vàng gắn xung quanh tường. Đồng hồ lúc này điểm đúng 3 giờ. Tất cả người nhà theo lời dặn không được bén mảng đến khu vực nến nhang dẫn lối hay bàn ăn của quỷ, mà phải đứng xa ra chỗ khu vực an toàn. Lão thầy bùa trong trang phục thổ cầm, đầu đội mũ bỏ băng, thỉnh một tiếng chuông ngân vang đầu tiên, khẽ đưa bó nhang lớn còn cháy rực lên đầu. Ông ta lẩm nhẩm đọc văn tế, mắt mở trừng trừng nhìn vào cánh cửa. Không ai biết ông ta đọc gì, nhưng bên trong nhà kho Tuệ bắt đầu thấy không ổn. Khẽ lại người Giao dậy, anh nói, chúng bắt đầu lập đàn bắt anh rồi. Giao nghe cũng sợ, cô không biết làm thế nào liền hỏi, bây giờ phải làm sao hả anh? Anh là quỷ, nhất định sẽ mạnh hơn bọn chúng, kể cả có giết hết lũ người xảo quyệt ấy cũng không nề hà gì, phải không? Anh cứ ra tay đi, em không sợ đâu, xong việc hai ta sẽ chạy thẳng vào rừng sâu sống được chứ. Giao đến nước này vẫn mong muốn Tuệ ở bên mình. Tình thế cấp bách, anh nói, đúng thật, anh là quỷ, được mèo tóc tang vực dậy linh hồn, thế nhưng anh không phải một con quỷ máu lạnh, có thể biến hóa để sai khiến âm binh. Nếu anh là một con quỷ hung ác chính hiệu, không còn lý trí, thì chắc chắn em không thể sống sót đến tận bây giờ. Có thể nói, tâm can anh thức tỉnh là vì em. Giao mếu máo lắc đầu, không chấp nhận nổi sự thật đáng buồn này.
Nếu như vậy chỉ chốc lát nữa thôi, Tuệ sẽ chết thật sự. Còn cô chắc chắn nhà thằng Trí sẽ không để cô yên ổn, vì mới xảy ra biết bao nhiêu cơ sự này. Khi hai người còn nói chuyện thì lão thầy Mo lại thỉnh một hồi chuông ngân vang vọng tứ phía, khiến Tuệ có vẻ hết sức khó chịu. Bên ngoài, giọng thầy bùa trầm khàn nói vọng vào bên trong: "Dã quỷ, phàm ngươi đã chết, kết thúc duyên nợ cõi trần, hà cớ gì lưu luyến trần gian, phá hoại người sống, làm trái với đạo thiên. Nay ta chuẩn bị vật phẩm cúng lễ, hãy tới mà hưởng thụ, xong xuôi thì ngoan ngoãn tách xác lìa hồn, trở về quỷ môn quan ngay lập tức. Nếu không, ta sẽ dùng bùa chú thiêu đốt cả người lẫn hồn, khiến người suốt kiếp vất vưởng không được siêu thoát." Hai người trong này nghe rõ tất cả. Tuệ gỡ tay dao ra khỏi mình, khẽ run giọng anh nói: "Anh phải đi thật rồi, thời hạn 14 ngày cũng đã hết, anh không thể đấu lại những kẻ ác. Nhân lúc anh đối đầu với chúng, em phải nhanh chân chạy đi, được chứ?" Dao lắc đầu, thế nhưng không còn cách nào khác. Cô không biết gì về bùa chú, càng không phải là quỷ mà biết hướng giải quyết thế nào. Khi hai người còn hoang mang thì cánh cửa nhà kho nặng trịch bằng một cách nào đó mở toang ra, ánh đèn điện sáng rực hắt thẳng vào hai người. Tuệ cười nhếch mép bước đi trong sự hiên ngang. Đã đến lúc phải kết thúc rồi. Thực chất, chuyện thu phục quỷ nhập tràng không phải quá khó khăn. Thầy làm phép chỉ cần thương lượng trao đổi giữa người và quỷ. Nếu quỷ ngoan cố không chịu tách bỏ thân xác, lúc ấy thầy trừ yêu sẽ dùng tài thuật của mình để ép cho bằng được. Ánh sáng chiếu vào soi rọi một khoảng trong nhà kho, tất cả chứng kiến đều ngạc nhiên khi ra hơn một ngày bị nhốt vẫn bình an vô sự, hơn hết lại còn nắm tay với Tuệ. Chỉ nhìn thấy vội cười, hắn nói: "Trông tình cảm chưa kìa, chúng mày cũng chỉ quấn quýt với nhau được một chốc một lát nữa thôi. Tao còn phải tính toán về chuyện con mắt mày lấy đi của tao nữa. Mẹ kiếp nhà mày, đến lúc chết mày vẫn cản đường gia đình tao." Tuệ không phản đối gì, khẽ dắt dao đi ra ngoài, nơi lối đi cho quỷ trải nến và muối gạo đã được rắc sẵn. Biết không thể thoát được, Tuệ xin với lão thầy Mo: "Tôi không chống đối, chỉ là lúc còn sống tôi bị oan ức nhiều lần, đến khi chết cũng vậy. Nên mèo tinh kiêu hồn tôi vào xác. Nay tôi chỉ cần các người thả dao đi, lập tức tôi sẽ để ông tác hồn khỏi xác." Dao nghe mà tròn mắt ngạc nhiên. Đây không phải là lời khiêu khích mà chỉ là sự đầu hàng. Tuệ muốn Dao được thoát khỏi đây sau khi anh chết hẳn, nhưng ngay từ đầu Dao đã không chấp nhận. Cô gào lên thách thức: "Không được, anh không cần phải xin xỏ gì cả. Anh quên rằng nhà nó đã hại chết bố mẹ anh thế nào sao? Anh đang nối giáo cho giặc, tiếp tay cho cái ác đấy, đằng nào cũng chết. Mình phải chiến đấu đến cùng chứ." Tuệ lắc đầu: "Anh không làm được như thế. Anh không muốn Dao phải chết theo mình." Mai hả hê, lững thững đi đến gần lối đi cho quỷ. Nó mỉa mai: "Cảm động chưa kìa? Tao nói cho mày hay Tuệ này. Đến bây giờ, mày không có quyền phải ra lệnh cho tao như phải thế này, phải làm thế nọ. Mày nên nhớ trong chuyện này, cả mẹ mày với mày đều có lỗi. Mẹ mày thì là kẻ thứ ba, còn mày là con rơi thì đã không bàn tới rồi." Tôi nhận hết cơ mà. Tôi có nói phản đối gì đâu. Tôi chỉ là muốn xin các người hãy thả Dao đi. Cô ấy không có lỗi lầm gì cả. Tôi chấp nhận cho thầy tách hồn khỏi xác." Tuệ nói như van xin. Dao giật áo anh liên tục, nhưng anh vẫn xuống nước để Dao có thể thoát thân an toàn. Tất cả mọi người không ai nói gì. Trí gạt tay phản đối: "Tao nói thẳng, không là không. Mày cứ lo cho cái thân mày đi. Còn nó, nhà tao tự khắc biết phải làm gì. Mày cũng đã chết, hà cớ gì phải lo lắng lắm cho một con đàn bà người dưng, mà chính nó lại là người biết quá nhiều chuyện, để mày phải gánh chịu kết cục này, tất cả là do nó." Một pha lật bài rất chi là hay, từ một người bị lừa đến bây giờ trở thành khởi nguồn của mọi chuyện. Dao tức muốn chạy đến cào nát mặt thằng Trí, thế nhưng bị Tuệ kéo lại. Cô chửi: "Mẹ cha tiên sư thằng Trí nhớ, tao làm cái gì mà mày đổ hết lên đầu tao? Cây ngự đâm chết em mình thì hay hớn lắm đấy. Chúng mày chỉ nghĩ đến tiền thôi. Để xem Trí chết rồi, bà Dương có chia cho chúng mày được hay không." "Thôi được rồi,
Ông thầy đứng dậy, khẽ đi đến chỗ bên cạnh lối đi cho quỷ, khẽ thở dài, ông nói, tình cảm đã sâu đậm vậy, ta chấp nhận yêu cầu, chỉ cần cậu đồng ý để ta tách xác, ta hứa sẽ để cô gái này an toàn. Tuệ nghe những lời này thì gật đầu chấp thuận. Thầy bùa bắt đầu nhắm mắt khoanh chân, đọc những câu không ai biết đó là thứ gì. Bốn bề không gian im ắng như tờ, im lặng đến nỗi tiếng thở ra hít vào của bà Hường bị hen cũng nghe rõ mồn một. Giao không chịu được chuyện này, cô giằng khỏi tay của Tuệ nhưng bị anh siết chặt, ánh mắt đỏ ngầu bắt đầu bất lực. Anh nói khẽ trong mấy câu, hãy ngoan đi nào, chuyện này cần kết thúc. Em không có lỗi gì trong chuyện này cả. Thế nhưng Giao nhất mực không nghe. Khi yêu rồi, sự cố chấp của cô dâng cao lên gấp bội. Cô lấy chân đạp vào những cây nến, tạo thành lối đi, hòng cho Tuệ thoát ra ngoài. Thế nhưng cô nào biết, mỗi cây nến này đều được quấn xung quanh một lá bùa. Gió lớn cỡ đâu cũng không thể thổi tắt. Sự phản kháng của cô chỉ làm đôi chân thêm bỏng rát bởi những lá bùa xếp cạnh nhau, hòng không cho ma quỷ trốn chạy ra ngoài. Càng đọc chú, mắt của Tuệ càng đỏ lên hơn bao giờ hết. Gần tay gân chân nổi lên, da thịt co quắp đúng kiểu chết thối. Cô gào khóc trong tuyệt vọng, bởi lúc này cô biết Tuệ đã thành quỷ hoàn toàn và sắp sửa được ông thầy này thuần phục. Thế nhưng một điều không ai ngờ, khi anh còn lững thững bò về bàn thịt, những miếng thịt được nhét những lá bùa hàng yêu bên trong, mà đây người ta gọi bằng cái tên lịch sự, bữa ăn cuối cùng dành cho quỷ nhập tràng. Tuệ đưa những miếng thịt đầu tiên lên ăn một cách ngon lành. Những lá bùa cứ thế được nhai rồi trôi tuột vào trong bụng, rồi bất chợt lăn ra đất kêu gào đau đớn một cách khó hiểu. Bùa đã có tác dụng, nó đã trói chặt linh hồn của Tuệ. Chỉ cần ông thầy đọc xong bài khấn, ắt hẳn Tuệ sẽ chết hoàn toàn. Vèo, trong khi tất cả các con mắt đổ dồn về phía Tuệ, nghĩ công cuộc hàng yêu có phần đơn giản, thì bất chợt một nhân vật khác không ai ngờ tới, bất ngờ lao xuống giữa lối đi của quỷ với tốc độ nhanh chóng mặt. Nó nhanh chóng nhảy chồm lên lưng Tuệ, hòng giữ chặt linh hồn không thoát khỏi xác. Sự hiện diện của nó không ai có thể ngờ tới, nhất là thầy bùa. Sợ con mèo tinh phá hỏng mọi chuyện, lập tức lão giơ cung bạc, mũi tên dính sẵn bùa, hòng nhắm vào con mèo quấy phá. Bà Hường nhìn thấy tình hình ấy thì xót ruột buột miệng nói, mẹ kiếp, không dừng con mèo điên này xuất hiện, bắn chết cha nó đi. Cùng đường dương lên căng nhất có thể, ông thầy bùa cứ nhắm con mèo đang đậu trên vai mà bắn. Một bên là kéo linh hồn, một bên con mèo cố tình giữ, khiến cuộc chiến giành giật cam go vô cùng khốc liệt. Bật, một mũi tên sắc nhọn cắm thẳng vào người. Thế nhưng sau một hồi định thần, tất cả nhận ra người dĩnh mũi tên ấy là Giao, chứ không phải là con mèo. Khi lão thầy còn căng chuẩn vào nó, Giao rất nhanh chóng chạy về phía trên đỡ đạn. Mũi tên găm ngay vào vai, khiến cô khuỵu ngay tại chỗ. Tất cả một lần nữa bị phá hỏng bởi Giao. Tuệ lúc này đau đớn nhưng vẫn còn giữ được một chút ý thức nên ôm chặt lấy cô không rời. Giao yếu ớt nằm trong vòng tay anh. Những phút giây cuối cùng, cô cắn chặt môi rút mũi tên ra khỏi ngực rồi cứa vào bàn tay cho máu chảy thành dòng. Không nói không rằng, Giao đưa đôi bàn tay run lẩy bẩy ấy đưa thẳng vào miệng Tuệ, khiến tất cả mọi người chứng kiến vẫn không biết Giao đang định làm gì. Nghĩ con mèo điên phá hỏng mọi chuyện, nhìn thấy xót ruột, mài nhìn ngó xung quanh, thấy cây gậy dài tầm 1 mét để ở sân, nhặt lấy xong ả lù lù đi đến bên cạnh hàng nến. Không nói không rằng, mài giờ thẳng tay vụt trúng đầu con mèo, khiến nó lăn quay ra không kịp ngáp. Thế nhưng việc làm của Mai ngỡ tưởng đã giúp đỡ được thầy cúng triệt hạ con mèo. Mai không hề biết hành động đột ngột vừa rồi của nó đã khiến lối đi riêng dành cho quỷ bị phá bỏ. Thầy bùa như nhận ra điều gì đó, lão hét lên, không, chạy ra khỏi đó mau. Mai ngoảnh lại nhìn lão thầy theo phản xạ. Thế nhưng cùng lúc ấy Tuệ nhanh như cắt chạy đến bấu chặt lấy Mai. Nhanh như cắt hút linh khí khiến ả chết ngay tại chỗ. Bởi lão vừa nhận ra, Giao cho Tuệ uống máu người, mục đích để Tuệ gia tăng thêm sức mạnh của quỷ, khiến cho việc hàng yêu trở nên bất lợi. Quang cảnh hết sức hỗn độn, khiến tất cả trở tay không kịp. Mẹ con mụ Hường thấy cái Mai chết không kịp ngáp, thì hoảng sợ vùng lên bỏ chạy. Nhưng thoát thế nào được với Tuệ?
Hai bàn tay móng vuốt đã mọc dài, quờ phát nào trúng phát ấy, anh tóm được mụ Hường. Đôi mắt anh ngập tràn sự căm thù phẫn uất, nhìn vào mắt mụ, Tuệ nói lời sau cùng. Kẻ ác độc chắc chắn trời sẽ không tha đâu, mụ đừng tự đắc vội. Khi nói chưa hết câu, thì lão thầy cầm con dao nhọn đã chuẩn bị từ sớm, vờ lấy tất cả bùa có trên bàn găm vào dao, rồi một nhát xiên thẳng vào tim của Tuệ ngập cán. Trái tim đen kỳ từ lâu đã không còn đập nữa. Thế nhưng, đấy lại là cách nhanh nhất để đưa những lá bùa được chỉ chú giết Tuệ một lần nữa chí mạng. Tuệ ngã thẳng xuống đất như cây chuối bị chặt. Cơ thể anh bị thối rữa một cách nhanh chóng và phân hủy đến ngạc nhiên. Dao nằm trên đất, thấy Tuệ đã không còn. Cô dùng chút sức tàn của mình lê thân đến bên xác của Tuệ. Anh chết, thế nhưng mắt vẫn mở trừng trừng, nhìn về phía dao. Cố gắng mãi, cũng vẫn còn cách xác của Tuệ một khoảng. Đưa tay níu lấy bàn tay của Tuệ đã không còn nguyên vẹn. Dao mỉm cười, lặng lặng rơi một giọt nước mắt rồi nhắm nghiền. Sau này, chúng ta sẽ được ở bên nhau. Thầy bùa từ đầu đến cuối chứng kiến hết mọi chuyện. Cuối cùng ông nhận ra trên đời này, thứ tồn tại duy nhất chính là tình cảm. Dù có chết đi chăng nữa, thì tình yêu sẽ vẫn được gắn kết bền chặt sau này và mãi mãi. Lặng lẽ thu dọn đồ đạc cho vào trong túi, ông thầy đội cái mũ lên đầu rồi nói với bà Hường. Tôi không lấy tiền nữa. Trước khi đi, tôi muốn nói với bà mấy câu này. Trên đời, chuyện gì bỏ qua được thì bỏ qua. Sống đừng nên tham lam tính toán quá, không có hậu đâu. Nói xong, ông ta khoác túi lên rồi bỏ đi, để lại hai người cùng ba cái xác nằm la liệt. Mọi chuyện kết thúc cũng đúng lúc đồng hồ điểm 6 giờ. Thủy vừa mới trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp khiến anh giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi cứ túa ra như tắm. Trong mơ, anh thấy khung cảnh đám cưới hôm ở nhà Trí vẫn là Dao mặc váy cưới. Thế nhưng chẳng hiểu thế nào, người cô dâu bị bốc cháy dữ dội, thả hổ dập nhưng lửa đã nuốt trọn cô ấy. Trong đó, Dao vẫn gào lên bất lực. Cứu tôi với, tôi bị oan, cả nhà thằng Trí là kẻ giết người. Dao bị cháy, thế nhưng cô cứ đuổi theo mỗi mình anh mà kêu cứu. Chỉ đến khi anh vấp ngã thì Thủy mới giật mình tỉnh giấc. Tuy chỉ là mơ, nhưng người anh lại nóng như lửa đốt, trằn trọc mãi không ngủ được. Thủy quyết định ngồi dậy, ra bàn uống nước. Lúc này, trời mới vừa tờ mờ sáng, còn chưa thấy rõ mọi vật. Thủy định thần suy nghĩ lại về giấc mơ ban nãy. Anh chẳng hiểu tại sao, từ khi đọc cuốn sổ của em trai Trí xong, anh cứ vướng bận chuyện gì đó trong lòng, không thể hiểu nổi. Thế nên, anh quyết định khi trời sáng sẽ đi thử đến một số nơi xem sao. 7 giờ, sau khi bác Tư làm cho một tô phở nóng hổi, Thủy ăn xong vội vàng lên xe, không quên mang theo cuốn nhật ký đi cùng. Khi chờ cánh cổng được điều khiển tự động mở ra, thì Thu đã lon ton chạy ra nắm lấy tay chồng. Cô ả giọng nhỏ nhẹ nói, anh đi đâu mà đi sớm vậy? Đến công ty à? Cho em theo với nhé. Thủy nhăn mặt gỡ tay Thu. Anh bực bội ra mặt đáp, tôi đi lấy thêm vợ đấy. Sao nào, muốn đi cùng tôi không? Chốc chốc lại léo nhéo, phiền chết đi được. Nói đến đây thì cổng cũng được mở ra hết. Thủy vào xe rồi nhanh chóng đi thẳng. Vừa rồi anh nói bâng quơ cho Thu tức chơi vậy, chứ hai con vợ anh nghĩ là quá đủ để nhức đầu rồi. Nhìn vào cuốn sổ được đặt trên ghế phụ, lúc này anh không biết đi đâu trước tiên. Khi còn đang chờ đèn đỏ chuyển màu, tranh thủ hạ cửa kính làm hơi thuốc lá. Bên trong, trang giấy bị gió thốc vào lật tung lên, rồi dở ra tờ giấy ghi chú lời cầu cứu. Thủy nhìn vào, vứt điếu thuốc xuống đường, rồi đóng cửa kính lên. Khi đèn vừa nháy, có vẻ anh cũng đã biết mình phải đi đến đâu. Vừa lái xe, Thủy vừa gọi cho một đồng nghiệp khác cùng làm tại công ty hỏi han đổi việc. Vì công ty của nhà lại ham chơi, cho nên Thủy chỉ chơi được với vài người thân thiết. Hỏi ra mới hay, vợ chồng nhà Trí Mai từ hôm xin nghỉ để lo đám cưới cho em trai thì chưa đi làm lại. Họ còn đoán chắc là do mệt nên chưa đi, còn thực tế thế nào thì ai mà biết nổi. Từ nhà đi đến khu chung cư trụ sở của công ty bà Dương không xa, lại nằm vị trí trung tâm thành phố, thế cho nên Thủy không mất quá nhiều thời gian để tìm ra. Vừa bước vào cửa, anh đưa cho người bảo vệ công ty cuốn sổ rồi trình bày. Chào anh, tôi là Thủy. Hôm trước tôi có nhặt được cuốn nhật ký này
Bên trong có ghi lời cầu cứu rằng tôi phải đưa cuốn sổ cho người đứng đầu ở đây, phiền anh đưa giúp cho bà ấy giúp tôi. Khẽ lật mấy trang ra kiểm chứng, không nói không rằng, người bảo vệ nhìn Thủy trố mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên rồi hỏi. Cho tôi hỏi, cụ thể là anh nhặt được cuốn sổ này ở đâu không? Tôi không biết. Nhưng tôi đoán, hình như hôm tôi nhặt cuốn sổ này là hôm tôi ăn cưới ở một nhà đồng nghiệp làm cùng công ty. Thủy trả lời rất thành thực, người bảo vệ nhanh chóng đứng lên rồi nói. Chuyện này có vẻ nghiêm trọng, cảm phiền anh đi lên gặp người quản lý của chúng tôi. Lên trên đấy, quản lý sẽ nói chuyện cụ thể với anh. Thủy gật đầu, anh liều đi theo người bảo vệ. Anh được dẫn lên một phòng khác, gặp một người đàn ông trung tuổi nắm chức quản lý. Mới đầu vào, người bảo vệ có nói chuyện sơ qua về sự tình để cho người quản lý nắm. Nhận lấy cuốn sổ, ông ta cũng trầm trồ như người bảo vệ vừa rồi. Tuy đã cầm cuốn sổ, nhưng ông vẫn hỏi. Cho tôi hỏi anh một chút, vừa rồi anh có nói rằng trong buổi lễ hôm đó, cô dâu đã đưa cuốn sổ này cho anh phải không? Thủy lắc đầu, anh bảo chữa. Tôi chỉ đoán thế thôi, bởi tôi làm việc chung với vợ chồng Trí Mai là anh trai của chú rể. Hôm ấy tôi được mời đến dự, đang ăn thì cô dâu có ngã vào người, còn đổ rượu lên người tôi nữa. Trong lúc tôi lái xe về nhà, thay quần áo, tôi phát hiện ra cuốn sổ này, kèm tờ giấy nhắn đưa tôi đến đây. Lúc tôi đọc cuốn sổ, tôi có thấy bên trong ghi Trí và em trai không phải cùng cha cùng mẹ. Chuyện tôi cũng chỉ biết tới đấy, còn tại sao lời kêu cầu lại nhắn đưa nó cho người của các ông thì tôi không biết. Thủy thẳng thắn nói hết không giấu giếm điều gì. Người quản lý thở dài, ông ta nói, thôi được rồi, vì anh là người có công giúp đỡ chúng tôi mang cuốn sổ tới đây. Trong lúc kiểm tra độ chính xác, tôi sẽ nói thật. Đúng, anh Trí và anh Tuệ, tức người bị liệt, được tổ chức hôn lễ ngày hôm đó, không phải là anh em cùng cha cùng mẹ. Và tấm giấy chỉ anh đến đây, tôi nghĩ đó là của cô Giao, con dâu của bà Hường, tức vợ của cậu Tuệ. Bà Dương mà cô ấy nhắc đến chính là bà nội của Tuệ, chủ tịch của chúng tôi, đang làm việc sinh sống ở nước ngoài. Người mà mới hôm qua đã hoàn tất thủ tục đăng ký, tặng cho Tuệ 50 tỷ tiền thừa kế. Ông nói sao cơ? Chuyển 50 tỷ cho một người liệt ư? Thủy không giấu khỏi sự ngỡ ngàng. Hoa gia Trí và Tuệ lại có người bà nội giàu có đến vậy. Ấy thế mà bao năm làm cho công ty nhà Thủy chứ không hề tiết lộ câu nào về gia cảnh nhà mình. Thủy có rất nhiều chuyện thắc mắc, thế nhưng anh nghĩ không nên tò mò thì hơn. Trong khi còn đang suy nghĩ, người quản lý nói, chúng tôi nghĩ có lẽ cậu Tuệ và vợ của cậu ấy đang gặp nguy hiểm nên phải đi ngay bây giờ. Người của tôi đã báo tin cho bà Dương và chụp một vài trang của cuốn nhật ký. Bà Dương xác nhận đúng sự thật. Một lần nữa, xin cảm ơn anh. Anh cứ để lại thông tin. Khi ổn thỏa công việc, chúng tôi nhất định tìm anh để hậu tạ. Lấy điện thoại của mình ấn số của người quản lý. Còn chuyện hậu tạ, Thủy xua tay ra điều không nhận. Bởi thực tế anh cũng không thiếu tiền, càng không phải giúp đỡ để mong người ta trả lễ. Bởi vì chẳng may một người Dương như anh vô tình được gửi gắm giữ bí mật, nay anh tới để trả lại mà thôi. Thủy xuống tầng hầm lấy xe định ra về. Anh thấy dưới tầng cũng có gần chục cái xe cùng người của công ty vội vã đi thẳng hướng phía ngoại thành. Thủy chột dạ nghĩ, có lẽ anh vừa mới làm cuộc sống của một số người bị đảo lộn. Trên đường đi, anh vừa nghĩ vừa nói một mình, công nhận Trí trông hiền lành thế mà có bà nội cho thằng em hẳn 50 tỷ. Bà nội giàu, ấy vậy mà không nhận cháu vào công ty nhà mình làm, có phải sướng không? Nghĩ cũng buồn cười thật. Cho thằng Liệt 50 tỷ để làm gì? Cho thằng Trí, may ra còn ăn tiêu được. Vừa mới buột miệng ra câu này, Thủy như thể vừa mới khai thông được chuyện gì đó. Anh phanh xe dừng lại rồi lẩm bẩm một mình. 50 tỷ, bà nội cho thằng Tuệ, sao Trí lại không có phần? Vì gia tài của bà nội nó, vì nó biết bà ta thương thằng Tuệ hơn, cho nên nó đã cố tình hại em nó. Điển hình là cái vụ bắt trẻ mà thằng bé 3 tuổi ấy đã phải chết. Vì hôm cưới, vợ thằng Tuệ biết, cho nên nó đã khóc lóc cầu cứu mình. Chuyện nó vồ ếch vào đùi mình là cố tình. Nó làm thế để cho cuốn sổ vào túi, hòng tuồn được ra khỏi nhà ấy. Nó muốn nhờ mình đưa tới tay bà nội nó để vạch trần sự thật. Thủy ơi, sao mày chậm tiêu thế hở Thủy? Nó logic như thế mà giờ mày mới biết. Anh bực bội tự trách bản thân mình đã quá chậm tiêu.
Khi đến tận bây giờ mới biết được sự thật, không suy nghĩ nhiều, anh quay xe 180 độ, đi thẳng về phía ngoại thành để tới nhà Trí. Trong mắt Thủy và tất cả đồng nghiệp ở công ty, Trí là người lịch thiệp, tử tế và khá nhẹ nhàng. Cũng vì lẽ ấy mà vợ hắn đi làm. Cũng vì lẽ ấy mà vợ hắn đi làm cùng hay chửi hắn như con, nhưng Trí chỉ nhe cái răng bựa ra cười mà không dám nạt lại vợ câu nào. Bởi vậy, khi mà nghĩ được nhà Trí hại em trai để chia chác tài sản, Thủy không khỏi bất ngờ liệu có chuyện gì gây hiểu lầm ở đây hay không. Tại nhà của Trí, hai mẹ con chất những cái xác lên xe của gia đình. Sau khi tất cả xong chuyện, ông thầy cũng đi. Hai mẹ con khó khăn trong việc giải quyết, đến khi trời sáng rồi, ba cái xác vẫn cứ vứt chỏng chơ trên sân, không biết phải làm thế nào cho gọn. Cuối cùng, Trí nói với mẹ, bây giờ nhân lúc trời sáng chưa ai phát hiện, mỗi người một chân một tay lẳng xác lên xe thu dọn hiện trường. Trí sẽ chở xác vào trong rừng đào hố chôn chung. Kể cả Mai là vợ hắn, hắn cũng vùi ả xuống đấy. Trong lúc con trai đi chôn xác, mụ Hường sẽ cầm tờ giấy phía bên nhà bà Dương đưa đi rút tiền. Cẩn thận hơn nữa, mụ còn ghi một tờ giấy ủy quyền có hoa tay điểm chỉ của Giao. Chẳng may người ta cần điểm chỉ một lần nữa, có tờ giấy này sẽ không lằng nhằng rách việc. Sau khi lấy tiền xong, mụ sẽ đi đến cửa hàng chuyên bán vàng của mụ, vờ hết nữ trang bỏ vào túi, rồi bắt xe thẳng tiến hướng cửa khẩu. Sau khi Trí chôn xong, hắn cũng sẽ đi lên đấy, hai mẹ con sẽ cao chạy xa bay. Bởi chúng cũng tính cả rồi, nuôi Tuệ vì tài sản, nay tiền đã được chia, Tuệ cũng chết, không ở lại lâu làm gì. Thứ hai, cây Mai cũng chết, sau này chuyện vỡ lở, bố mẹ nó cũng biết chắc chắn, không để nhà nó yên. Chỉ bằng nhân cơ hội lúc này chưa ai phát giác, mẹ con nó cầm tiền cao chạy xa bay. Khi có người biết thì lúc ấy chúng nó cũng đã không còn ở Việt Nam này nữa. Thủy lái xe lên phía quả đồi của gia đình Trí, đi vòng vào khúc cua đầu tiên. Anh vừa thấy vụt qua một chiếc xe đi hẳn vào trong rừng. Thủy đã nhìn thấy đuôi xe, nhưng anh không hề nhận ra chiếc xe đó là của Trí. Hắn mang ba con người vào rừng sâu để chôn. Sau khi phóng xe hết sức đến nhà Trí, từ ngoài cổng, Thủy thấy đám người ập vào, trong đó có cả công an đã vây kín nhà. Ngoài mụ Hường ra, không còn ai trong đó. Đến khi bị bắt, có vẻ bà Hường vẫn chưa hiểu được làm thế nào mà người của bà Dương lẫn công an đã đánh hơi thấy việc của mụ và con trai đã làm. Người của bà Dương gào ầm lên tra khảo. Bà nhốt cô Giao cùng cậu Tuệ ở đâu, khai ra mau. Bà đừng nghĩ có thể chơi bài cùn, cứ ngậm mồm im bặt thì chúng tôi không làm gì được mụ. Mặc cho lời đe dọa, mặt mụ cứ lờ đờ như người điên, không nói không rằng. Công an vào trong lục soát gắt gao nhưng không thấy ai, ngoài chỗ nhà kho có vết máu đông khá mới. Thủy thấy ở đây đã có công an và người của bà Dương ở lại thì quay đầu đi. Đến đoạn lúc của bà nãy nhìn thấy đít xe nọ thì Thủy giật mình, một linh cảm mách bảo rằng chiếc xe đi vào rừng ấy đích thị là của Trí. Thủy đánh tay lái về trái, rẽ hướng đi lên rừng, một con đường độc đạo xà tít táp gồ ghề và trơn trượt. Thủy khó khăn lắm mới lái xe băng qua một đoạn đường. Vì đường mòn độc đạo nên đường đi cứ thẳng mãi, không thấy có đường mòn nào rẽ ngang. Càng vào sâu, rừng cây càng um tùm. Tuy đây không phải là rừng nguyên sinh, nhưng chắc cả năm chẳng có ai bén mảng tới lui. Sau khi phát hiện ra được xe của Trí ở một đoạn không xa, Thủy quyết định xuống xe và đi bộ sâu vào bên trong. Vừa đi anh vừa gọi điện thông báo cho người quản lý, nói rõ hướng đi để người ta gọi quân đến cứu trợ. Khi đến càng sâu, nơi cái huyệt được đào vội vàng, cho đến bây giờ thì không biết được tại sao mình lại có can đảm để dấn thân vào việc nguy hiểm này. Trí, cậu đang làm gì vậy? Thủy từ từ bước lại gần rồi lên tiếng, khiến Trí đang hì hục đào giật bắn mình. Hắn giơ cái xẻng trên tay lên phòng vệ. Thấy Thủy, ánh mắt hắn láo liên nhìn. Hắn ngạc nhiên chẳng hiểu tại sao Thủy lại có mặt ở đây vào lúc này, vào thời điểm hắn đang chuẩn bị tẩu thoát. Thế nhưng sau mấy giây hoảng sợ, hắn cũng trấn tĩnh lại mà trả lời, em đào hố chôn mấy bao rác hôm đám cưới, tính mang xuống dưới thành phố để người ta gom mà chưa đi làm nên không có đi được, nên thôi đào hố chôn cho đỡ có mùi. Mà sao anh biết em ở đây? Trí ngây ngô hỏi.
Thủy giả vờ biện lý do, tầm này nói chuyện với một tên sát nhân máu lạnh, anh cũng khá căng thẳng, nên Thủy biết mình không được nói thẳng ra rằng công an và người của bà Dương đã đến đây. Anh chỉ làm sao để cố gắng câu giờ cho người có thẩm quyền đến nhanh chóng vây bắt Trí mà thôi. Thủy nhìn vào ba bao tải rồi ngớ ngẩn hỏi, cả trăm khách mà có ba bao rác thì quá ít không nhỉ? Cậu chồn nhanh đi, chồn xong anh em mình đi uống cà phê rồi ăn sáng. Thủy nhìn ba cái bao, hai bao kia thì có vẻ là rác thật bởi bốc mùi hôi thối, còn một bao lâu lâu vẫn phập phồng động đậy. Thủy không biết mấy bao ấy là gì, nhưng tự nhiên anh có cảm giác lạnh toàn thân. Thủy chợt nghĩ, liệu có phải là xác thằng em trai của hắn ở trong này? Sao bỗng dưng tự nhiên lại vào tận sâu trong rừng, lại còn đào hố mà như đào huyệt thế này, thật nhảm nhí quá mức. Chỉ nhìn thấy khuôn mặt của Thủy khó hiểu thì cũng hỏi lắp bắp. Hắn không đào nữa mà ngồi xuống đất cạnh mấy cái bao, lấy một con dao bầu trong ấy nắm chặt vào tay rồi dò hỏi, anh Thủy, có phải anh biết chuyện gì rồi phải không? Có phải anh vừa mới báo công an bắt mẹ con tôi phải không anh Thủy? Thủy giật mình, tim anh càng đập nhanh hơn. Anh đang không hiểu tại sao hắn lại biết được chuyện ấy. Thủy xua tay giả vờ ngạc nhiên. Này, cậu bị làm sao đấy? Công an gì ở đây? Chẳng qua tôi định tới rủ cậu ăn sáng uống cà phê thôi mà. Tôi đã nói rằng, thấy xe cậu đi lên phía đồi này, tên tôi đã đi theo, chứ báo công an làm gì? Cậu bị điên à? Hay là cậu làm gì mờ ám nên chột dạ phải không? Thủy hỏi như thế, vẫn không biết chuyện gì. Thế nhưng, khi nghe anh nói, Chí bật cười như điên. Hắn ta không ngần ngại nhấc con dao bầu từ dưới mấy cái bao lên, chĩa về phía Thủy. Hắn ngặt nghẽo đáp, anh nói dối cũng không chớp mắt đấy. Nhưng làm sao anh qua nổi mắt tôi? Tôi nói anh nghe, có một điều mà hầu hết ai đi đến quả đồi nơi nhà tôi xây ở này cũng lầm tưởng rằng diện tích bao là thế này, chắc là phải có vài hộ gia đình ở đây sinh sống. Nhưng thực tế, tất cả đất trên này đều thuộc diện tích nhà tôi. Khi đám công an và những chiếc xe đi lướt qua xe tôi đã biết có điểm xấu rồi. May mắn thay, tôi đeo khẩu trang, trùm kín mặt mũi nên không ai chú ý. Anh nghĩ xem, ô tô cảnh sát lên đồi này mà đồi chỉ có mỗi mình nhà tôi, thế không tìm tôi thì tìm ai nào? Còn anh mang tiếng đi làm cùng, nhưng anh đến công ty được mấy bữa hay thân thích cái nỗi gì mà đến rủ nhau đi ăn sáng uống cà phê? Mà rủ ngày nào không rủ, lúc tôi chuẩn bị chôn mấy đứa này thì anh tới cản trở. Cậu nói gì? Hoa ra giác cậu nói là xác người thật ư? Thủy trố mắt ngạc nhiên, anh hoảng sợ lùi về phía sau, mặt mũi anh tái nhợt. Không ngờ Chí lại là kẻ sát nhân máu lạnh thật sự. Thủy ngỡ là đã sớm đến một bước, nhưng hóa ra là đã quá muộn. Thấy khuôn mặt của Thủy sợ hãi, một kẻ không còn gì để mất như Chí cười giòn giã. Hắn chĩa con dao bầu về phía Thủy rồi tiến lại gần anh. Hắn nói, thực ra tôi nghi ngờ từ cái ngày con dao nó vô tình hay cố ý ngã vào người anh thì tôi không biết, nhưng lúc tôi thấy ánh mắt nó nhìn anh khóc lóc, tôi đã nhận ra có vấn đề gì đó không rõ ràng ở đây. Nhưng thôi, anh biết cũng được, không biết gì cũng được. Đã chết 3 người rồi, thôi thì thêm một người nữa vẫn đủ chỗ. Ê, lấy xác anh làm tấm lót mồ cũng không vấn đề gì.